Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 131, Trang sức màu hồng. Tiếng ồn vang lên, cuối cùng thì lông mày cũng đã được vẽ xong. Hỏa Yến từ tay hắn giật lấy chiếc gương nhỏ, nói. Được rồi, được rồi, ngươi có thể đi. Tiêu giác nhướng mày không soi gương nhìn thử sao đợi chút nữa ta thay xong hết rồi cùng nhìn luôn hỏa yến cảm thấy người này ngồi đây làm mặt nàng nóng bừng nên đẩy hắn ra ngoài cô xô đẩy hắn ra cửa vừa mở cửa ra thúy kiều và hồng tiếu đứng bên ngoài khiến nàng giật mình hỏa yến hỏi sao các ngươi lại ở đây thúy kiều hơi bối rối chúng em mang điểm tâm tới thấy thiếu gia đang vẽ lông mày cho thiếu phu nhân nên không dám vào làm phiền hỏa yến tiêu giác vẫn tự nhiên như không, chỉ nói. Ngươi từ từ thay đồ, ta đi tìm lâm quản gia. Hai người nha hoàn đi theo hỏa yến vào phòng, hồng tiếu đi sau lưng hỏa yến, ngưỡng mộ nói. Thiếu gia thật tốt với thiếu phu nhân. Hỏa yến. Gì cơ, thiếu gia tự tay vẽ lông mày cho thiếu phu nhân. Có lẽ vì thấy hỏa yến có chút ít tuổi, hai cô nương trở nên mạnh dạn hơn, Thúy Kiều nói. Em thấy nhiều cặp vợ chồng tình cảm, cũng chưa đến mức như thế này. Tốt thật, cái này đúng là như thần tiên quyến lữ, đúng là chó ngáp phải rồi mà. Hỏa Yến cười nói. Các người có biết trang điểm, chải đầu không? Cái này có chút khó với nàng, nàng không phải là không biết búi tóc, nhưng chỉ biết kiểu đơn giản nhất. Sợ rằng không xứng với danh. Phú thương phu nhân, em biết trang điểm, hồng tiếu khéo tay, chải tóc đẹp lắm. Thúy Kiều nói. Phu nhân muốn chải kiểu tóc gì hôm nay? Trang điểm nhẹ nhàng hay lộng lẫy? Hỏa Yến mờ mịt. Ta muốn đi dự tiệc, chỉ cần không thất lễ là được nàng chỉ vào chiếc dương tiêu giác mang tới hôm nay ta muốn mặc y phục trong này ngươi chọn giúp ta một bộ thúy kiều đi đến chiếc dương lấy ra chiếc áo lệ tiêu kinh ngạc nói vải đẹp quá phu nhân đây có phải là áo của người giao nhân không hỏa yến chấm chấm giao nhân không mặc quần áo mà sao ai cũng nhìn ra được cái này chỉ mình nàng không thấy hỏa yến nói hôm nay ta không mặc bộ này chọn giúp ta bộ khác đi. 100 kim, ít nhất phải để dịp quan trọng mặc mới xứng. Dù sao hình hài, dáng vóc đều do cha mẹ sinh ra, không thể thay đổi. Chỉ là nàng đã quá lâu không làm nữ tử, trong lòng bình tĩnh nhưng lại có chút bất an. Hy vọng đừng quá mất mặt. Trong phòng bên cạnh, lâm song hạc nửa nằm trên giường uống trà. Tiêu giác ngồi trước bàn, lau cây đàn vãn hương. Lâm song hạc nhìn, nhớ lại lần trước dậy hòa yến đánh đàn, kỹ thuật của nàng rất vụng về. Tiêu giác là người phong nhã, tinh thông cầm kỳ thư hỏa, nhưng hỏa yến là cô nương tại sao lại đánh đàn khó nghe như vậy. Nếu tối nay đi thôi ra, mà hỏa yến bị yêu cầu đánh đàn, sẽ thật thú vị. Nhưng mà, có tiêu giác ở đó, chắc sẽ ổn thôi. Ngươi cứ nhìn ta mãi. Tiêu nhị công tử nhảy cảm hỏi. Có chuyện gì? Không, không có gì. Lâm song hạc mở cây quạt. Ngươi sao lại đang nghi vậy? Ta chỉ nghĩ, hòa muội muội thay đổi nữ trang, trông sẽ đáng yêu động lòng người thế nào. Tiêu giác ngừng lao đàn, chậm rãi hỏi. Ngươi bị mù sao, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thế? Ta cũng không biết. Lâm song hạc không vui. Ngươi có thể nghi ngờ y thuật của ta, nhưng không thể nghi ngờ mắt nhìn người của ta. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn hòa muội muội một cái đã thấy, tuyệt đối là mỹ nhân. Nàng ở lương châu vệ, tự nhiên phải ăn mặc xám xịt để không ai nhận ra thân phận. Nhưng ngũ quan đó, nếu mặc nữ trang, chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ngươi chỉ là mạnh miệng, chẳng phải ngươi cũng thích nàng sao?" Tiêu Giác cười lạnh, "Ngươi thấy bằng mắt nào ta thích nàng? Cả hai mắt ta đều thấy." Tiêu Hoài Cẩn, "Nếu ngươi thực sự ghét nàng, sao hôm nay lại làm anh hùng cứu mỹ nhân ở Tú La phường? Không chịu nổi người khác bắt nạt hòa muội muội phải không?" Lâm Song Hạc thở dài, nói, "Nhưng không trách ngươi, ta thấy hòa muội muội này khi ở cùng nữ tử khác luôn có chút thiếu nhạy cảm." Rõ ràng như thế mà không thấy được sự ghen tuông. Tối nay chúng ta đến thôi ra làm khách, ngươi biết đấy, nhà đó là gia đình lớn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu có ai làm khó, ngươi phải bảo vệ hòa muội muội thật tốt. Liên quan gì đến ta? Nàng bây giờ là phu nhân của ngươi, Kiều công tử. Nói thật, nếu thôi ra có người khó xử hòa muội muội, 89 phần 10 đều nhằm vào ngươi. Gương mặt kia của ngươi có thể đẹp nhưng làm phiền phức, hòa muội muội của chúng ta liền gặp xui xẻo. Ngươi biết cô nương này không có tâm kế trong việc đối nhân xử thế, ngươi không giống vậy, chiếu cố nhiều hơn, chăm sóc nhiều hơn. Hắn tiếp tục lại nhảy không ngừng, không biết đã nói bao lâu, trời đã bắt đầu tối. Lâm song hạc uống hết một bình trà, duỗi lưng, từ sập ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ. Lâu vậy rồi sao, hòa muội muội của ta đã thay xong chưa? Tiêu giác đã lau sạch đàn, tựa vào bàn chợp mắt, nghe vậy mở mắt, nhạt nhẽo nói. Trực tiếp đi gọi người đi thời gian không còn sớm, lát nữa người của Thôi Việt Chi sẽ đến. Được. Lâm Song Hạc đứng lên, ngoài cửa xích ô và phi nô đang canh giữ, mấy người nhìn về phía phòng hỏa yến, Lâm Song Hạc ho nhẹ, gõ cửa. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, ngài ổn chứ? Bên trong có tiếng lúm cuống, nghe thấy Hồng Tiếu vội la lên. Chờ chút, phu nhân, ngài quên cắm cây trâm. Tiếp đó là Thúy Kiều nhắc nhở. Khuyên tai, ngài chưa mang khuyên tai. Lộp bốp là tiếng đồ vật rơi đổ ngoài phòng không ai nói gì tiêu giáp nhướng mày xích hô nhỏ giọng nói với phi nô ngươi đã từng thấy nam tử trang điểm chưa nghĩ thôi đã đáng sợ rồi phi nô nói cẩn thận một hồi lộn xộn bên trong cửa kẹt một tiếng mở ra thúy kiều và hồng tiếu lau mồ hôi trên trán nói xong rồi người bước ra từ sau cánh cửa vẫn là gương mặt ấy từ thiếu niên đến thiếu nữ nhưng trông như hai người khác nhau đó là một cô nương 16-17 tuổi, dáng người thon thả tinh tế, mặc váy lụa màu xanh lê với họa tiết trang lưỡi liềm và đuôi phượng thắt eo nhỏ nhắn, áo khoác cùng màu vân ti tiểu sam, tóc trải búi lũ lộc, cài nghiêng một chiếc châm bích ngọc lấp lánh, hai sợi tóc rối rủ xuống trước tai, tôn lên đôi tai thanh tú, đeo đôi bông bạch ngọc rủ xuống, rung rinh. Da nàng rất trắng, được bôi một lớp son phấn mỏng, càng mịn màng như ngọc, đôi mắt trong trèo, luôn ánh lên nụ cười, lông mày tựa như trăng non, đôi mắt long lanh, môi đỏ như chu anh, yêu kiều động lòng người. Thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, tươi đẹp, nhưng giữa lông mày có một chút khí khái hào hùng, làm dịu bất sự vũ mị, trông thực sự hào phóng hiên ngang. Nhìn như phụ nhân, hơi non nớt, nhưng là thiếu nữ, tươi mát thanh thoát, khiến ai ai cũng muốn nhìn nàng nhiều lần. Người ngoài cửa đều giật mình, một lúc lâu không ai nói gì. Hỏa Yến hơi bất an, lòng bàn tay đưa lên môi ho nhẹ. Cái đó, có phải không hợp lắm không? Thường ngày ta cũng không bôi những thứ này. Đẹp lắm. Lâm song hạc vỗ tay đầu tiên. Thiếu phu nhân, ngài bôi phấn thế này thật là đẹp như tiên tử. Lúc cửa vừa mở, ta còn nghĩ là vì tiên tử nào hạ phàm. Ngài mở miệng ta mới nhận ra, hóa ra là ngài. Hỏa yến, lâm song hạc nịnh nọt, không khác gì tiểu hòa kế bán y phục ở Tú La Phường, cứ thế thổi phồng. Cũng không để ý người nghe có chấp nhận hay không. Nàng nhìn về phía tiêu giác, vị huynh đài này muốn chân thực hơn một chút, lời nói của hắn cùng lâm song hạc sẽ phản ánh đúng tình hình. Hỏa Yến liền hỏi tiêu giác. Ta thế nào? Tiêu giác ánh mắt thanh đạm lướt qua nàng. Vẫn được. Hỏa Yến yên tâm, nói. Thôi, nhà đại bá đã tới chưa, nếu tới rồi chúng ta đi thôi. Đã ở dưới lầu chờ. Xích hô nói. Hành lý đều đã chuyển lên xe ngựa, thời gian ở Tế Dương, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ ở tại thôi phủ. Kiều Hoán Thanh và vợ Ôn Ngọc Yến vốn đến nhận thân, người đã tới Tế Dương, không có lý do gì ở lại tiểu điếm. Mấy người lại thu thập đồ đạc trong phòng, cùng nhau xuống xe ngựa. Dưới lầu có hai chiếc xe ngựa chờ, một chiếc cho Tiêu Giác và Hỏa Yến ngồi, một chiếc cho quản gia và hạ nhân ngồi. Thôi Việt Chi dường như rất quan tâm đến đứa cháu này, sắp xếp rất chu đáo. Hỏa Yến và Tiêu Giác lên xe ngựa, ngồi đối diện nhau, Tiêu Giác không có gì lạ, nhưng Hỏa Yến cảm thấy không được tự nhiên nàng nhéo nhéo góc áo, thỉnh thoảng lại sửa tóc, tiêu giác không chịu nổi, nhìn nàng, nói. Ngươi có thể không lộn xộn được không? À. Hỏa yên đáp, không động nữa, trong đầu đã hơi loạn. Khẩn trương. Hắn hỏi. Thiếu gia. Hỏa yên tiến tới, nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Nói đi, ta trông có giống nữ tử không? Lát nữa ở nhà thôi Việt Chi có bị lộ không? Hỏa yên nắm chặt, có lẽ vì rửa mặt tắm rửa qua, thân thể tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng của thiếu nữ. Đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào hắn, mặt nhỏ nhắn, tự hồ chỉ bằng bàn tay, thần sắc nghi hoặc như vậy, nếu là thiếu niên trông sẽ thô kịch, nhưng ở dáng hóa trang này lại đáng yêu vô cùng. Tiêu giác trừng mắt, bình tĩnh nói. Ngươi đóng vai nam tử nhiều quá, đầu óc bị hư rồi sao? Dừng lại. Ngươi vốn là nữ mà, ta biết ta vốn là nữ. Hòa Yến giải thích. Nhưng ta ở Lương Châu về đã quen làm nam tử, hành vi thuận tay nếu có gì không đúng ngươi phải nhắc ta yên tâm đi hắn nhếch mép cười không ai nhận ra đây là mặt của nam nhân đâu hỏa yến nói trước đây ngươi ở lương châu cũng đâu phát hiện ra ta là nữ tử tiêu giác phất lờ nàng một lát sau hỏa yến chợt hiểu nhìn hắn hỏi ý ngươi vừa rồi là ta không giống nam nhân mà trông rất nữ tính rất đẹp phải không tiêu giác cười lạnh chỉ có nữ tử mới hỏi những câu khoe khoang không biết ngượng như vậy vậy ta có phải là nữ tử hay không không phải xe ngựa chạy khoảng ba nén hương thì dừng lại phu xe của thôi phủ bên ngoài nói kiều công tử kiều phu nhân đã đến thúy kiều và hồng tiếu xuống xe ngựa trước đỡ hỏa yến xuống xe đã làm thiếu nãi nãi tự nhiên trước sau đều có người hầu hạ hỏa yến đứng trước cửa phủ thôi dò xét Tòa nhà Tế Dương khác biệt với các trạch viện ở Sóc Kinh phía Bắc, Sóc Kinh thường dùng sơn son trên cửa, trông rất trang trọng. Tế Dương dựa vào nguồn nước, trạch viện phần lớn là màu trắng đen, thanh lịch và linh hoạt, trước cửa khắc tranh thủy thần, có phần mang nét vui tươi của dị tộc. Hạ nhân ở đây mặc sa y, mát mẻ và nhẹ nhàng. Một vị lão bộc tóc hoa dâm, mặc trường bào màu đỏ tiến lên đón, cười nói. Vị này là Kiều Công Tử, và đây chắc là Kiều Phu Nhân. Lão nô là quản gia trung phúc của thôi phủ, hôm nay đại nhân vào vương phủ dự tiệc, chỉ sợ khuya mới về. Lão nô phụng mệnh đại nhân, trước hết dàn xếp cho công tử và phu nhân nghỉ ngơi, chờ ngày mai đại nhân sẽ thiết yến khoản đãi chư vị. Vậy mà không có ở đây, hỏa yến hơi ngạc nhiên, ngay sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, không có ở đây cũng tốt, trước làm quen với thôi phủ, sau này mới dễ đối phó. Hơn nữa, lúc này nàng chưa quen sống cùng tiêu giác với vai trò phu thê. Có thêm một đêm để làm quen cũng là chuyện tốt. Lúc này nàng liền cười nói. Được thôi. Lão quản gia thở phào nhẹ nhõm. Trước đó thôi Việt Chi muốn đón cháu về. Còn cố ý hỏi thăm tính nết của Kiều Hoán Thanh và Ôn Ngọc Yến. Dù sao cũng đã bao năm không gặp. Chỉ nhớ Kiều Hoán Thanh là một công tử hưởng lạc. Phu nhân mới cưới càng kiêu căng ương mạnh. Hôm nay xem xét lại thấy lời đồn không đúng. Lão nô sẽ dẫn công tử và phu nhân đến gian phòng ánh mắt trung phúc rơi vào lâm song hạc vị công tử này là hắn tưởng lâm song hạc là bạn bè hoặc huynh đệ của kiều hoán thanh nên định sắp xếp phòng cho hắn lâm song hạc mỉm cười thật trùng hợp ta là quản gia của kiều công tử họ lâm trung phúc không cần buồn lâm song hạc an ủi trung nguyên có nhiều người tài giỏi nhưng ta thuộc dạng đặc biệt không phải gia đình nào cũng có quản gia giống ta trung phúc cười gượng một tiếng có hai gian phòng tổng cộng không xa nhau lắm, một gian cho Lâm Song Hạc, Xích Ô và Phi Nô ở, một gian cho Hỏa Yến, Tiêu Giác và hai nha hoàn. Hai gian phòng nằm trong cùng một viện, mỗi gian phòng đều rất lớn, chia thành buồng trong và buồng ngoài, nha hoàn ngủ ở buồng ngoài sau tấm bình phong bên cạnh giường, buồng trong có thư phòng, phòng trà và phòng ngủ. Hỏa Yến ở Lương Châu Vệ khá lâu, nhưng ngay cả Tiêu Giác, dù phòng ở Lương Châu Vệ cũng không thể so sánh với nơi này. Rốt cuộc, đây là nhà của thôi trung kỵ, vô trương quả thật không nhỏ. Trung Phúc bảo hạ nhân đưa lâm song hạc và những người khác đi đến phòng bên cạnh, còn mình thì đưa tiêu giác đến nhà chính, cung kính hỏi. Công tử thấy phòng còn được không? Tiêu giác liếc mắt. Cũng được. Cái này gọi là. Cũng được. Đây, hòa yến thầm nghĩ, tiêu giác, công tử nhà giàu này diễn thật xuất sắc, nhưng có lẽ cũng không phải là giả, dù sao tiêu nhị công tử năm đó cũng rất tinh tế, đã thấy qua nhiều đồ tốt, nhìn những thứ này, tự nhiên không có gì lạ. Trung Phúc cũng kho nén kinh ngạc, đại nhân nhà mình mong cháu có thể trở lại quê hương, ở lại Tế Dương, nhưng biết rõ kiều hoán thanh hiện tại có gia tài bạc triệu, sợ rằng chê Tế Dương nghèo. Vì vậy, nửa tháng trước, ông sửa sang lại nhà cửa, chuyển vào nhiều chân bảo đồ cổ, chỉ để kiều hoán thanh phải ngạc nhiên, thấy thôi ra không kém cạnh kiều ra. Nhưng nhìn lại, công tử dường như không để ý đến những đồ vật này. Hắn không từ bỏ, tiếp tục nói trong lư hương có long tiên hương, công tử nếu thích. Ngươi đi xuống trước đi. Tiêu giác lạnh nhạt nói. Chuẩn bị chút đồ ăn mang tới, phu nhân ta có lẽ đói, cần rửa mặt dùng cơm, có gì sẽ gọi ngươi. Hỏa yến bị từ. Phu nhân. Này làm chấn động không nhẹ, nhưng nghe hắn nói vậy, nàng thực sự cảm thấy bụng đói kêu vang, dù sao hôm nay cũng chưa ăn gì. Trung Phúc thấy vậy, liền bận rộn lui xuống, trong lòng âm thầm ghi nhớ, kiều công tử ngạo mạn, khó nịnh ngọt, nhưng đối với phu nhân lại rất quan tâm, nếu muốn giữ họ lại, nên bắt đầu từ phu nhân. Trung Phúc rời đi, Hoa Yến bảo Thúy Kiều và Hồng Tiếu đi lấy ít nước, hôm nay nàng đã tắm rửa tại tử điếm khi thay y phục, còn tiêu giác thì chưa. Thiếu gia, ngài đi tắm trước đi, chờ đồ ăn lên chúng ta sẽ cùng nhau dùng cơm. Hoa Yến ghé vào giường, vuốt vuốt vai nói. Ngồi một ngày trên xe ngựa, mệt chết ta. Tiêu giác thấy bộ dạng này của nàng, khóe miệng giật một cái. Kiều phu nhân, có ngồi đàng hoàng. Hỏa Yến lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn đi vào buồng trong, sau tấm bình phong phòng trà để tắm rửa. Thúy Kiều và Hồng Tiêu bị đuổi ra, hai tiểu cô nương không biết làm sao nhìn Hỏa Yến. Thiếu gia không cho chúng ta hầu hạ. Tiêu giác cũng giống Hỏa Yến, không thích người khác ở bên khi tắm rửa thay quần áo. Hỏa Yến liền phất tay, nói. Không sao, hắn ngại thôi, để ta đi. Các ngươi cũng đói không, Phino bọn họ ở ngay bên cạnh, đi tìm bọn họ ăn cơm, xong rồi thì đi ra ngoài trên giường nghỉ ngơi. Nhưng mà... Hồng Tiếu do dự mở miệng. Phu nhân không cần chúng ta hầu hạ sao? Hỏa Yến khoát tay áo. Không cần, vợ chồng chúng ta thích tự làm cho nhau, các người đi chơi đi. Dù sao cũng là hai tiểu cô nương, nghe Hỏa Yến nói vậy, đều vui vẻ trở lại, đỏ mặt cảm ơn Hỏa Yến, rồi vui vẻ đi tìm phi nô bọn họ. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Hỏa Yến từ sập đứng lên, đi lại quanh phòng nhìn xem vừa rồi chỉ nhìn qua gian ngoài buồn trong chỉ quét mắt qua giờ nhìn kỹ mới phát hiện bố trí ở đây rất tinh tế trong hộp tủ bày biện hồng oanh ca nhánh hoa thơm trước bàn có đủ văn phòng tứ bảo còn có bàn cờ trên kệ chất đầy sách du ký và thoại bản gần cửa sổ có một dòng ao nhỏ trong ao mấy con cá màu sắc rực rỡ bơi lội giờ ánh tà xuống núi nhìn ra ngoài cửa sổ thật là thanh nhã vô biên phong tục tế dương nhiệt liệt không bị cản trở, trang trí bố trí cũng vậy, sửa sang như thế này chắc chắn là đặc biệt dành cho kiểu hoán thanh. Hỏa Yến trong lòng cảm thán, thôi việc Chi đối với cháu thật lòng, đáng tiếc là kiểu hoán thanh thực sự là tên nhát gan, không đặc biệt muốn gặp vị đại bá này. Nàng cài đóng cửa sổ, quay lại thắp đèn, đôi đèn hình uyên ương nghịch nước, trước bàn còn có một đèn lồng mỹ nhân, chiếu phòng mờ mờ ảo ảo sáng lên nghe nói kiều hoán thanh và ôn ngọc yến thành thân chưa đến ba tháng xem như tiệp tân hôn thôi việt chi có tâm bố trí giường hẹp tỉ mỉ hồng sa chướng noãn, tơ lụa đỏ trên đệm chăn thêu tranh trăm tử ngàn tôn ngọn nến cũng là màu đỏ mâm đựng trái cây bên cạnh chứa quả long nhãn và hoa quả khô hỏa yến nhìn quanh cảm thấy phòng ngủ này bố trí thực sự giống tân phòng nếu giờ nàng tìm khăn đội đầu của cô dâu đội lên rồi gọi mấy người đến trách móc vài câu Căn bản không khác gì ngày thành thân. Tối nay nàng và Tiêu Giác sẽ ngủ ở nơi này, ban đầu nàng chưa nghĩ đến điều này, giờ nghĩ tới, cảm thấy toàn thân không tự nhiên. Đèn đuốc chậm rãi chiếu lên vách tường, Hỏa Yến nhìn thấy, trên vách đầu giường có hình vẽ gì đó. Nơi này gần nước, Bích Hỏa thường có hình ảnh người dân tế dương tế thủy thần, rất náo nhiệt thú vị, Hỏa Yến cũng nghĩ họa là như thế, liền đạp giày, cầm chén nhỏ đèn lồng mỹ nhân leo lên đầu giường, đốt đèn lồng tỉ mỉ tiêu giác tắm rửa xong, mặc áo trong, phủ thêm quần áo ngoài, đi ra, vừa bước ra đã thấy hỏa yến dơ đèn lồng, nhìn kỹ trên vách tường. Bích hỏa, trông rất giống nghiên cứu tàng bảo đồ, vẻ mặt thành thật nghiêm túc. Hắn ngừng lại một lúc, nhìn chăm chăm nàng, thấy hỏa yến không phản ứng chút nào, nhìn nhập thần, không nhận thấy hắn đến, lặng yên một lần, liền đi đến bên hỏa yến, xoay người theo ánh mắt nàng nhìn. Hỏa yến nhìn chăm chú, bỗng nghe thấy sau lưng truyền tới một giọng nói bình tĩnh đang nhìn gì thế khụ 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 nàng giật mình suýt bị nước miếng sặc chết cùng lúc đó tiêu giác cũng nhìn rõ trên vách tường họa là gì các tư thế kỳ quái đối đãi tiểu nhân nhi đủ loại kỳ kỳ quái quái sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống cả giận nói hòa ngọc yến có 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 hòa yến sợ đến giật mình ngươi đang nhìn gì đây vốn là lời chất vấn Hỏa Yến lại nghe thành nghi vấn, tưởng rằng tiêu giác không biết đây là gì, liền thưa. Xuân, Xuân Đồ, ngươi chưa xem sao? Tiêu giác sắc mặt khó coi, như muốn bốc hỏa. Ta không hỏi ngươi. Hỏa Yến từ khi trùng sinh đến nay, ở chung với tiêu giác lâu như vậy, không phải chưa từng thấy hắn tức giận, nhưng khi hắn tức giận cũng lạnh lùng, như hôm nay bộc phát trực tiếp, vẫn là lần đầu. Nhưng hắn vì sao tức giận như vậy? Là vì nàng nhìn mà không gọi hắn sao? Ta, ngươi tắm rửa bên trong, ta ngẫu nhiên nhìn thấy thôi, ngươi thử xem trước đi. Đừng nóng giận, tranh này cũng không đẹp, nhân vật xấu xí, nếu ngươi thích, có nhiều tranh đẹp hơn. Ta tìm cho ngươi. Tiêu giác bị nàng làm tức đến muốn thổ huyết, cười lạnh nói. Có đúng không, ngươi xem qua rất nhiều. Vậy, cũng không nhiều lắm. Hòa Yến nói. Có lẽ, nhiều hơn ngươi. Kiếp trước khi làm. Hòa như phi trong trứng không ít huynh đệ vụng trộm tàng loại bảo đồ này, ban đêm nhàm chán liền lấy ra cùng mọi người thưởng thức, hỏa yến từng bị ép xem rất nhiều. Từ xấu hổ giận dữ ban đầu, càng về sau trở nên vô cảm, đến cuối cùng có thể mặt không đổi sắc bình phẩm cùng người, cũng chỉ mất vài năm. Loại lời khó coi này, nàng còn rất đắc ý, quả thật là không biết sống chết, tiêu giác cười lạnh trong lòng, mạnh mẽ quăng nàng lên tường, một tay chống bên cạnh nàng, thân thể nam tự áp lên, mang theo hương nguyệt lân quen thuộc ánh mắt hắn sắc bén như điện, đuôi mắt mang chút ngả ngớn, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, đồng tử đen kịt nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói. Ngươi có muốn thử không? Chưa 132, Gia Yến. Ngươi có muốn thử không? Khoảng cách này thật quá gần gũi. Hỏa Yến ban đầu kinh ngạc, sau đó cảm thấy mơ màng, khi mắt chạm vào ánh mắt sâu thẳm của hắn, mặt nàng nhanh chóng đỏ bừng, muốn lùi lại nhưng bị giữ chặt vai, không thể di chuyển, đành phải ngước lên từ trong vòng tay của hắn, ấp úng từ chối. Thử cái gì, nhìn nhiều như vậy, không muốn thử sao? Hắn nhướng mày, cúi đầu tới gần, ánh mắt rơi vào môi nàng, khiến tim hỏa yến đập nhanh như trống. Người đàn ông này với ngũ quan so với thời niên thiếu còn rực rỡ tuấn tú hơn, mang vẻ đẹp tinh xảo và khí khái hùng dũng, xen lẫn một chút lạnh lùng phóng túng. Loại người như hắn, bình thường tỏ ra lạnh nhạt như bông hoa cao ngạo, nhưng khi hắn nhếch môi, ánh mắt trở nên rực lửa làm người khác không thể chống lại được hỏa yến nói không muốn à hắn nhếch môi cười giọng càng ngày càng nguy hiểm không thử sao biết được sẽ như thế nào cái này cũng không nhất thiết phải thử hỏa yến vụng về giải thích thực ra ngươi đã nhìn thấy nhiều đều hiểu rõ là một chuyện chỉ là chi tiết khác biệt còn có những thứ không phù hợp với người bình thường chỉ là vẽ để tìm niềm vui thật sự không cần thử chỉ cần đọc là đủ tiêu giác tìm niềm vui hỏa yến có lẽ có người học hỏi vì sự tò mò thôi tiêu giác mặt lạnh lẽo cười càng thâm thúy hắn nói nhẹ nhàng có kinh nghiệm như vậy chắc chắn phải thử một chút hắn càng tiến gần hơn ép hỏa yến lùi đến đầu giường không còn chỗ lùi hắn nghiêng đầu dựa sát đến môi mỏng của hắn sắp chạm vào khóe môi của hỏa yến hỏa yến kêu lên một tiếng phu quân tiếng phu quân này kêu quá lớn, làm tiêu giác giật mình, một lát sau, hắn dừng lại, khoảng cách hỏa yến chỉ còn chút ít, nhướng mày. Làm gì, ta vẫn là cô nương chưa xuất giá. Hỏa yến nhỏ giọng xin khoan dung. Sau này còn phải lập gia đình, chúng ta như vậy không tốt. Có gì không tốt? Tiêu giác bình tĩnh nói. Dù sao chúng ta đã cùng nhau xem bức tranh, nhìn bức tranh là một chuyện, trên thực tế lại là chuyện khác. Hỏa yến năn nỉ. Đồ đốc tha cho ta lần này, sau này ta sẽ không dám gọi đô đốc cùng xem tranh nữa nàng nghĩ tiêu giác thực sự là khó đoán chỉ nhìn một bức tranh hắn liền muốn đùa thành thật sau này ai còn dám cùng hắn xem tranh chỉ gây rắc rối tiêu giác nhìn nàng như cười mà không cười bây giờ đã biết sợ 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 hỏa yến ngoan ngoãn ta đảm bảo sau này sẽ không gọi đô đốc xem tranh nữa ý ngươi là hắn không nhanh không chậm nói sẽ còn tìm người khác ta cũng không tìm người khác." Hỏa Yến lập tức nói, "Chính ta cũng không nhìn, thật." Nàng theo dõi hắn bằng đôi mắt trong veo, cẩn thận như học sinh bị thầy giáo bắt gặp, Tiêu Giác đột nhiên cảm thấy khó hiểu, hành động của mình thật không thể tưởng tượng. Hỏa Yến thích nhìn gì thì nhìn, có liên quan gì đến hắn? Chẳng lẽ chỉ vì nàng gọi hắn là cha, liền như nuôi con gái mà việc lớn nhỏ đều phải quan tâm? Nhưng mà, cha nàng nuôi dạy nàng thế nào, lại có thể nuôi ra một người không biết ngượng ngùng như vậy? thật là kỳ lạ. Hắn bỗng dưng buông tay hỏa yến, nhìn một chút bức tranh trên tường, thôi Việt Chi đã nghĩ ra nhiều cách để làm hài lòng cháu mình, nhưng thực sự không cần thiết. Hắn tiện tay lấy tấm vải gấm trên bàn, che lên bức tranh trên tường, dùng hai cây kim bạc cố định vải gấm vào tường. Đến lúc này, hỏa yến mới hiểu ra, tiêu giác chán ghét bức tranh này, nghĩ lại cũng đúng, tiêu nhị công tử băng thanh ngọc khiết, cao quý như vậy, bức tranh ô huế này chắc chắn làm bẩn mắt hắn thật là nguyên tắc hắn làm xong tất cả liền đứng dậy đi đến phía bên kia phòng từ tủ gỗ thấp lấy ra một tấm đệm trải trước cửa sổ trên giường mềm giường mềm là để khách ngồi trước cửa sổ thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa ăn điểm tâm và uống trà hỏa yến thấy thế dừng sốt hỏi đồ đốc người đêm nay ngủ ở đây sao chứ không thì hỏa yến do dự một chút thực ra người có thể lên giường ngủ chung tiêu giác dừng lại động tác chỉnh đệm nhìn nàng lạnh lùng nói. Ta thấy ngươi rất to gan, không phải, ta biết ngươi lo lắng gì. Hòa Yến nói. Chúng ta chỉ cần dùng hai đệm là được. Trước kia ở Lương Châu, ta cũng từng ngủ chung giường lớn với mười mấy người, không có vấn đề gì. Hơn nữa ta tin tưởng nhân phẩm của Đô Đốc sẽ không làm bẩn danh dự của ta. Tiêu giác cười lạnh. Nhưng ta không tin nhân phẩm của ngươi, ta sợ ngươi làm bẩn danh dự của ta. Hòa Yến. Câu này nàng không biết phải đáp lại thế nào nàng thấy tiêu giác chỉnh đệm xong, liền nằm xuống, nghĩ một chút, rồi thổi tắt đèn, nằm xuống theo. Trong phòng chỉ có một chút ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở, chiếu lên mặt bàn và sàn nhà, phủ lên một lớp bạc mờ. Không lâu trước đây ở Hiền Sương Quán, hai người ở chung một phòng, cách xa nhau, hỏa yến vì hòa nguyên lượng và sư bảo mà cố ý bắt chuyện, nên nàng một mình ngủ ở một phòng. Bây giờ cùng tiêu giác chung sống một phòng, lại có chút giống cảnh năm đó. Nàng nằm ngang, dưới thân là đệm giường mềm mại ấm áp, Hỏa Yến hỏi: "Ngươi đã ngủ chưa?" Tiêu Giác không trả lời. Hỏa Yến liền tiếp tục: "Chắc là chưa ngủ, Đô, thiếu gia, chúng ta nói chuyện đi." Tiêu Giác vẫn không phản ứng. "Chúng ta đến Tế Dương, rốt cuộc là làm gì?" Nàng chỉ biết đến Tế Dương để theo Tiêu Giác làm việc, nhưng cụ thể làm gì thì không biết. Trong đêm tối, truyền đến tiếng Tiêu Giác: "Tìm người." Hỏa Yến ngạc nhiên không ngờ Tiêu Giác sẽ trả lời, liền hỏi: "Tìm ai? Sài An Hỉ, Sài An Hỉ là ai?" Trong phòng im lặng một lúc, rồi nghe Tiêu Giác nói: "Thuộc hạ của phụ thân ta." "Thuộc hạ của Tiêu Trọng Vũ?" Hỏa Yến ngơ ngác, năm đó trận Minh Thủy, thuộc hạ thân tín của Tiêu Trọng Vũ đều đã chết, nghe giọng Tiêu Giác, người này rất được tín nhiệm. Người này chẳng lẽ còn sống, còn ở Tế Dương? Tế Dương là địa phận của Phiên Vương, người trung nguyên đến rất ít nếu có cũng chỉ là đi ngang qua, không ở lại lâu. Sải An Hỷ ở Tế Dương, có vẻ như đang trốn ai đó. Chẳng lẽ trốn tiêu giác, nhưng tại sao phải trốn tiêu giác, tiêu giác là con của tiêu trọng vũ, hắn nên trung thành mới phải. Có lẽ tướng lĩnh thường rất nhạy cảm, Hòa Yến lập tức nghĩ đến, chẳng lẽ cái chết của tiêu trọng vũ năm đó có vấn đề. Dù sao trận minh thủy, tiêu trọng vũ thất bại quá thảm hại. Mọi người đều nói hắn bảo thủ, làm hỏng kế hoạch, nhưng nhìn vào chiến tích của tiêu trọng vũ hắn không phải là người bảo thủ có lẽ tiêu giáp đến đây là vì chuyện năm đó người biết chuyện đều đã chết còn xài an hỉ lại sống thật sự đáng nghi hỏa yến nghĩ nghĩ nói chắc chắn có thể tìm được người này trong bóng đêm dường như nghe thấy hắn khẽ cười hắn hỏi ngươi tại sao đến tế dương ta hỏa yến không hiểu không phải ngươi bảo ta đến sao tiêu giáp nói nhẹ dù ta không bảo ngươi đến, ngươi cũng sẽ nghĩ cách theo kịp, đúng không? Hỏa Yến tim đập mạnh, người này nhảy cảm quá, nàng thật là không có ý định này, chỉ mong có thể tìm được liễu bất phong ở Tế Dương. Nhưng nàng sẽ không nói điều này với tiêu giác. Ngươi quá đa nghi. Hỏa Yến bịa chuyện. Ta trở về là vì ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, dù lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng không từ chối. Đầu kia yên lặng một lúc, nói. Nịnh bợ. Hỏa Yến ngoài nịnh bợ ngươi còn nói gì khác không tự cao tự đại còn gì nữa nói hoa mỹ còn gì nữa nói khoác hòa yến nàng nói thiếu gia ngươi có biết bây giờ ngươi rất ngây thơ không tiêu giác đi ngủ không thèm để ý đến nàng nữa đêm xuân vẫn còn lạnh không biết tại sao có lẽ tối nay có người bên cạnh hòa yến không cảm thấy lạnh vui sướng chui vào chăn đệm giường ấm áp chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi ngày thứ hai hỏa yến khi tỉnh dậy tiêu giác đã không ở trong phòng nàng sửng sốt một chút xem chừng lúc này trời cũng mới sáng lên không lâu tiêu giác nhất định dậy sớm hơn nàng hỏa yến đứng dậy vội vàng tắm rửa qua loa khoác áo ngoài liếc nhìn thấy tiêu giác ngồi trên ghế đá ngoài sân trên bàn đá trước mặt hắn có một con mèo hoang vô cùng bẩn thỉu, miệng nhỏ của nó đang cắn đồ ăn trong tay hắn hỏa yến tiến lại gần hơn chỉ thấy tiêu giác không biết từ đâu mang về một bàn bánh ngọt đang bẻ thành từng màu nhỏ để đút cho con mèo hoang. Mèo hoang thấy người đến gần, toàn thân lông dựng lên, không biết nó đã lăn qua chỗ nào dơ bẩn, lông bị dính nước bẩn, bết lại thành từng mảng. Này, làm sao có con mèo ở đây? Hỏa Yến hỏi, muốn chạm vào nó, con mèo lập tức nhe răng, Hỏa Yến rút tay về, nói. Con mèo này vẫn còn hung hãn quá. Tiêu Giác nhìn nàng một cái. Nhặt được. Ngón tay thon dài của chàng trai trẻ vô cùng kiên nhẫn, bẻ từng màu bánh ngọt để đút cho con mèo. Mèo hoang dường như biết ơn, vừa ăn vừa kêu. Mèo mèo. Khe khẽ, không thể không thừa nhận, nhìn vẫn rất đẹp. Hỏa yến nhịn không được hỏi. Thiếu gia, ngài không phải thích sạch sẽ nhất sao? Thông suốt, lúc nào cũng ghét bỏ nàng, kéo tay áo cũng muốn phủi bụi đất. Làm sao giờ lại đối xử rộng rãi với một con mèo bẩn thỉu như vậy? Phải xem tình huống. Tiêu giác không nhanh không chậm đáp. Hỏa yến nghĩ thầm, cái gì gọi là xem tình huống. Ý là nàng còn không bằng một con mèo sao. Đang suy nghĩ, tiêu giác đã cho con mèo ăn xong màu cuối cùng, vỗ vỗ đầu nó, con mèo cũng rất thông minh, cong người lên, nhảy lên tường, nhanh như chớp biến mất. Hỏa Yến nhìn sướng sờ, lúc này, Thúy Kiều từ ngoài cửa vang lên. Thiếu gia, thiếu phu nhân, phòng bếp đã chuẩn bị điểm tâm. Hỏa Yến cảm thấy đói bụng. Đi thôi, ăn chút gì đi. Tiêu giác rửa sạch tay, đi theo Hỏa Yến vào trong nhà nhìn thấy Lâm Song Hạc đang rút ngân châm từ thức ăn, nói. Ăn đi, thử rồi, không có độc. Nói xong lại nhỏ giọng than phiền. Người với người khác biệt lớn quá, tại sao chúng ta lại không được ăn ngon thế này? Hắn bây giờ là... Lâm quản gia. Cũng không thể cùng tiêu giác và hỏa yến ăn chung, giống như xích ô nếm thử một miếng cũng không được, để tránh bị lộ ra mánh khóe. Tiêu giác. Cút. Lâm song hạc đành phải rời đi. Hồng tiếu đứng sau lưng hỏa yến, Hòa Yến phất tay. Các người cũng đi theo xích ô mà ăn cơm, ta và thiếu gia không thích có người hầu hạ, chia thức ăn ra, ta tự lo được. Thúy Kiều và Hồng Tiếu sướng sờ, lại nhìn tiêu giác, thấy tiêu giác không nói gì, Thúy Kiều bèn đáp. Nô tỳ đã gió, kéo Hồng Tiếu đi theo, ra tới cửa, Hồng Tiếu ngập ngừng hỏi. Thúy Kiều, chúng ta cứ đi như vậy, có phải không được tốt lắm? Thiếu phu nhân và thiếu gia sao ngày thường cũng không cần chúng ta hầu hạ, có phải không hài lòng với chúng ta không ngược lại cũng không phải thúy kiều lanh lợi đáp có lẽ kinh thành và tế dương khác nhau hơn nữa nghe nói thiếu phu nhân và thiếu gia tân hôn chưa lâu chắc muốn tự tay chăm sóc thiếu gia gọi là tình thú lúc này cái gọi là tự tay chăm sóc thiếu gia của thiếu phu nhân là đang ăn ngon lành một cái hoa mai bánh bao lần trước ăn ngon thế này là ở trang cháu ngoại tiêu giác khi đi lương châu thành Thực ăn lúc đó chỉ là khách sạn chiêu đãi, lần này không giống, thôi việc chi vốn ở tế dương địa vị không thấp, đã lâu không gặp chất tử, chiêu đãi rất dụng tâm. Vừa sáng sớm, nhìn bàn này bày đầy đủ, thập cầm hỏa thiêu, tây thi sữa, gà rừng phiến canh, bong bóng ca nướng giam bông, tổ yến gà tia canh. hòa yến vừa nói, vừa gặm một cái bát bảo vịt hoang. Bữa sáng ăn nhiều dầu mớ quá. Tiêu giáp nhịn không được, cuối cùng nói, ta không cho ngươi ăn no sao. Hỏa Yến miệng căng phồng. À. Hắn ghét bỏ quay mặt đi. Ngươi ăn như quỷ chết đói đầu thay vậy. Nhưng ngươi không thấy ngon sao. Hỏa Yến liều mạng nuốt xuống. Tiêu giác chế diễu. Ngươi chỉ có tầm nhìn đó thôi sao. Ngươi là công tử, đô đốc, sống an nhàn sung sướng. Đương nhiên thấy qua nhiều việc, cảm thấy không có gì lạ. Chúng ta là tiểu binh, này thường có thể ăn no bụng cũng không tệ rồi, còn nói chi đến ăn ngon. Hỏa Yến lầm bầm. Ngươi là đàn ông no không biết đàn ông đói, Hắn nghẹn ngào một chút, từ bỏ tranh cãi với Hỏa Yến, lười nói. "Tùy ngươi." Hỏa Yến vừa ăn vừa nhìn Tiêu Giác, trong lòng thán phục cách ăn uống của hắn. Theo lý thuyết, những người sống trong quân doanh như họ, dù trước đó là thiếu gia hay công tử, cuối cùng cũng không còn để ý đến những điều này. Hỏa Yến làm, hòa đại công tử, lúc trước cũng không phải không chú ý dáng vẻ, nhưng khi lên chiến trường, hai ba miếng nhét xong một cái bánh tiếp tục chiến đấu, ai còn nhớ tư thái? Hỏa Yến không tin tiêu giác chưa từng trải qua như vậy, nhưng sau khi trải qua khó khăn, lại có thể không có chút khe hở trở lại như tiêu nhị công tử ban đầu, điều này không phải người bình thường làm được. Chí ít nàng đã quên làm thế nào để làm một công tử. Chờ ăn xong, Thúy Kiều và Hồng Tiếu tới giúp Hỏa Yến trang điểm, hôm nay tôi việc chỉ muốn thiết Yến, mời cả quý khách tế dương, để tiêu giác nở mày nở mặt. Không thể qua loa, tiêu giác ra ngoài tìm lâm song hạc, Hỏa Yến ngồi trước gương trang điểm, Hồng Tiếu lấy ra. Giao tiêu xa, hỏi hòa Yến, phu nhân, hôm nay mặc bộ này à? a Hỏa Yến nghĩ một chút, hôm nay có nhiều người, mặc đồ đắt nhất là đúng, gật đầu nói. Được, hai nhà đầu liền bận rộn, Hỏa Yến ngày thường không kiên nhẫn làm những việc này, có khi cảm thấy làm nữ tử còn mệt hơn nam tử. Trải đầu trang điểm, chọn đồ trang sức, dày, từng cọng tóc cũng phải chỉnh tề, thực sự không dễ dàng. Trải đến trải đi, liền ngủ mất, Hỏa Yến bị Hồng Tiếu đánh thức hồng tiếu gọi. Phu nhân. Hỏa yến mở mắt ra, ngơ ngác hỏi. Xong rồi, xong rồi. Thúy Kiều bên cạnh cười nói, trong mắt là thán phục. Phu nhân, ngài thật đẹp. Hỏa yến. Cảm ơn. Nàng nhìn vào gương, sừng sốt một chút. Trước kia, trang điểm vẫn thiên về thanh nhã mộc mạc, nhưng bộ. Giao tiêu xa. Này lại kiều mị hoa lệ, Thúy Kiều và Hồng Tiếu hôm nay cũng dụng tâm, trang điểm không sai sót, Hỏa Yến nhìn bản thân trong gương, có chút thất thần. Đây không giống hòa đại tiểu thư thật sự. Thúy Kiều cười mở cửa. Thiếu gia ở bên cạnh, để nô tỳ gọi thiếu gia tới xem một chút. Hỏa yến. Không. Chữ. Không. Còn chưa nói hết, Thúy Kiều đã vui vẻ đi ra ngoài. Hỏa yến đứng lên, đột nhiên có chút do dự. Nàng còn đang nghĩ nên đối mặt tiêu giác thế nào mới tự nhiên, chỉ nghe thấy giọng nói thờ ơ sau lưng. Xong rồi. Hỏa yến quay đầu nhìn lại. Thiếu nữ không biết đang suy nghĩ gì đôi mắt trong trẻo có chút hoang mang, thần sắc lộ ra mơ hồ. Nàng vốn đã xinh đẹp, trước kia khí khái hào hùng bị che đậy bởi son phấn, nay lộ ra vẻ thuần túy động lòng người. Khuôn mặt thanh tú, tóc đen buộc đơn giản, buông xuống ở đầu vai. Nàng thân thể nhỏ nhắn, bị váy thêu lăng thêu màu trắng nhà tôn lên thêm yểu điệu, váy có ám hoa cực mỏng, ánh nắng xuyên qua, như vảy nhân ngư, hiện lên nhàn nhạt xanh tím kim phấn. Tôn nàng trong sắc thái mỹ lệ, như một giao nhân mới từ biển bò lên bờ. Tiêu giác ánh mắt hơi ngừng lại, sau lưng truyền đến giọng lâm song hạc. Ta muốn xem váy một trăm kim y, để ta xem nào. Hắn ồn ào đang rơi xuống hỏa yến, ánh mắt chỉ còn kinh diễm. Tiếp theo, Xích Hô và Phi Nô cũng nhìn thấy, Phi Nô còn đỡ, Xích Hô như bị đà kích lớn, người này. Nữ trang vậy mà có thể đến thế này, hoàn toàn không nhìn ra là nam tử, thật là đáng sợ. Hỏa Yến bị bọn họ nhìn chân tay luống cuống, cảm thấy như thành bầy hầu tử trên đài mặc người thưởng thức, níu lấy góc áo, đáng thương nói. Có phải quá không? Chỉ tham gia Yến hội thôi mà, trang điểm vậy không quá long trọng sao? Nàng không làm vẻ mặt này còn đỡ, làm rồi, vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, tiêu giác khó nói. Đừng dùng vẻ mặt này nói chuyện, lâm song hạc kích động, tuyệt, cái váy 100 kim y thật không tầm thường, tiền này đáng giá. Thúy Kiều cao hứng đúng không phu nhân, nô tỳ đã nói, thực nhìn rất đẹp. Hỏa yến lúc là nam tử thường được khen. Uy vũ dũng mãnh, tuấn khí vô biên. Chưa bao giờ thử làm nữ tử bị khen dung mạo, có chút thẹn thùng, không biết nên đáp thế nào, chỉ chắp tay ôm quyền. Không dám nhận. Tiêu giác, lâm song hạc, những người còn lại, lâm song hạc. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng phu nhân không cần quá hào sảng. Tiêu giác cười lạnh. Ngươi dùng vẻ mặt kia nói chuyện đi, nếu không ta quên ngươi là nữ. Hỏa Yến, tốt à, nhất thời quên mất hình. Đến trưa, Thôi Phủ bắt đầu náo nhiệt. Xe ngựa không ngừng dừng lại trước cổng Thôi Phủ. Các phu nhân, tiểu thư, công tử, lão ra nhao nhao vào cửa. Tế Dương là quyền sở hữu của phiên vương. Hiện giờ vương nữ Mục Hồng Cầm cùng Thôi Việt Chi lớn lên bên nhau. Thôi Việt Chi là tâm phúc của Mục Hồng Cầm, cũng là trung tâm của Tế Dương. Ai cũng muốn nể mặt hắn, nghe nói Thôi Việt Chi tìm được chất tử thất lạc nhiều năm, đặc biệt thiết Yến để đón tiếp tất cả mọi người muốn nhìn mặt một chút. Thôi phủ cực lớn, phía sau có một hồ lớn, nước tế dương nhiều, thủy sắc ôn nhu, trong hồ có một đình giữa hồ rất dài, hôm nay yến tiệc được thiết lập tại đình này. Trong trường đình, từ sớm đã có hạ nhân chuẩn bị mấy bàn thấp, trên bàn thịnh yến phong phú, đã có một số quý khách ngồi vào vị trí. Thôi Việt Chi làm chủ nhân còn chưa từ vương phủ trở về, hắn chưa cưới vợ, chỉ có bốn tiểu thiếp, bởi vậy chỉ có lão quản gia Trung Phúc chào hỏi khách hứa. Dựa vào phía bên phải đình, một phu nhân ngồi cùng một thiếu nữ phân y, thiếu nữ này xinh đẹp động lòng người, da hơi đen, bôi thêm chút son phấn, lại thêm vài phần dã man phong tình, bớt đi một điểm buồn phiền vẻ người lớn. Nàng giữa lông mày có chút không kiên nhẫn, hỏi: "Đã giờ này, Kiều công tử và phu nhân của hắn sao còn chưa tới?" "Vội gì, bên cạnh phu nhân, chắc là mẫu thân nàng cười an ủi. Chưa mở tiệc mà, thôi đại nhân chưa đến." Kiều Công Tử sao có thể lộ diện trước? Mẫn Nhi đói bụng sao? Nhàn Mẫn Nhi cũng chính là thiếu nữ phân y, cao mày. Không đói, chúng ta đợi thôi Trung Kỳ, tất nhiên là đương nhiên. Nhưng ta nghe nói, thôi Trung Kỳ chất tử, lưu lạc ngoài Tế Dương, được thương nhân thu dưỡng, bây giờ cũng bất quá là một thương nhân. Thương nhân, đầy người hơi tiền, sao xứng với chúng ta mà khổ đợi? Thật đúng là coi mình là nhân vật hay sao? Dù Kiều Hoán Thanh là thương nhân, Tế Dương quý gia cũng biết. Hôm nay đến dự tiệc cũng là nể mặt thôi Việt Chi, với kiểu hoán thanh, trong âm thầm cũng là khinh thường. Chỉ có nhan mẫn nhi nói thẳng ra mà thôi. Xuyệt. Nhan phu nhân vội che miệng nàng. Chớ nói nhảm, dù sao, hắn cũng là chất tử của thôi đại nhân, ngày thường nuông chiều ngươi, mới dậy giống như ngươi vô pháp vô thiên. Ngươi không thấy hôm nay thôi đại nhân thiết yến, chính là để nghênh đón kiều công tử. Ngươi nói kiều công tử không tốt, thôi đại nhân trong lòng sao lại vui. Thì tính sao? Nhan Mẫn Nhi khinh thường. Thôi đại nhân và cha ta là bạn bè, sẽ không quở trách ta. Ngươi à! Nhan phu nhân muốn ngăn cản ái nữ không che đậy miệng, lại không nỡ trách cứ. Nhan Mẫn Nhi đôi mắt đẹp xoay một cái, nghĩ nghĩ, xem thường nói. Ta xem, có lẽ là chưa thấy qua cảnh tượng lớn, giờ này đang trốn ở đâu không dám ra, chờ thôi trung kỵ đến dẫn đường. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 133, cầm nghệ. Nhan Mẫn Nhi và Nhan Phu Nhân đang nói chuyện thì bị một cô gái áo xanh nghe được. Cô gái này nhỏ tuổi hơn Nhan Mẫn Nhi, và cũng đẹp hơn. Cô hỏi. Nghe nói Phu Nhân của Kiều Công Tử là một tài nữ từ Hồ Châu, không biết có xinh đẹp không? Nhan Mẫn Nhi cười mỉm, không rõ ý tứ, nói. Dù là nổi danh tài nữ, cũng không bằng tế dương A Tú của chúng ta. Lang Tú là con gái yêu của điển sổ ghi chép sảnh vương phủ. Năm tuổi đã biết làm thơ, bảy tuổi danh tiếng vang dội Tế Dương, thông thạo cầm kỳ thi hỏa, lại yếu đuối và mỹ lệ. Trong thành Tế Dương, nơi mà nữ tử thường xinh đẹp và mạnh mẽ, cô thật sự là một bông hoa độc nhất. Nghe nói từ Hồ Châu đến một tài nữ, cô liền muốn ganh đua. Một thiếu nữ khác nghe vậy, che miệng cười nhạo: A à, Tú sao lại so sánh với vợ thương nhân, không đáng. Nói tài nữ chỉ là lừa người, chẳng qua là khoác lên mình cái danh thôi. Lang tú cũng cười. nếu kiều công tử ở lại tế dương, sau này cũng sẽ không còn là thương nhân nữa. thương nhân mãi là thương nhân, mùi tiền ngấm vào xương, không thể che giấu chỉ bằng thay đổi y phục. nhan mẫn nhi khinh miệt nói. trung quy là không chịu nổi sự thanh nhã. các thiếu nữ không nhịn được cười. lúc này có người nói. thôi trung kỳ đến. đám người ngừng lên, thấy từ bên hồ ở tận cùng trường đình có một người đàn ông trung niên đi tới. Người này mập mạp, thân hình rộng, dáng vẻ chất phác, nụ cười hòa ái, trông như di lạc Phật. Ông mặc bộ võ phục màu đen, tinh thần sáng láng. Khi đến cửa đình, ông đưa cây thương dài trong tay cho thủ hạ, cười nói. Mọi người đều đến rồi. Đám người vội đứng dậy đáp lễ Thôi Việt Chi. Thôi Việt Chi ở Tế Dương, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, ai ai cũng phải nể mặt. Thôi Việt Chi quay đầu hỏi Trung Phúc. Hoán thanh bọn họ tới chưa? Đã phái người đi mời. Trung phúc cười nói: Chắc sắp đến rồi. Hôm qua, thôi Việt chi cùng vương nữ bàn chuyện trong vương phủ, uống nhiều vài chén, nên lưu lại đó. Sáng nay tiếp tục cãi nhau với mấy lão ngoan cố, đến giờ vẫn chưa thấy cháu của mình. Ông sơ cầm nói: Không biết cháu ta trông thế nào, có giống đại ca không? Giống ta được mấy phần? Trung phúc muốn nói lại thôi. Thật ra thì tiểu công tử kia toàn thân từ trên xuống dưới trừ bỏ giới tính thực sự không có chút nào giống người nhà họ thôi nghe nói đứa bé kia được nuôi lớn trong gia đình thương nhân thôi việt chi có chút lo lắng dù ta không ngại điều đó nhưng những quý tộc trong thành coi trọng nhất là thân phận chỉ mong họ không tự coi nhẹ mình trung phúc định nói thêm từ cuối trường đình có người hầu của thôi ra tới báo kiều công tử kiều phu nhân đến đám người vô thức ngẩng mắt nhìn từ cuối trường đình bên hồ nước hai người sóng vai đi tới. Một nam một nữ, đều rất trẻ, nam tử cao lớn, vóc dáng thẳng tắp như ngọc, mặc áo dài màu xanh đậm thêu chỉ vàng, vô cùng yêu nhã, tóc đen buộc lên bằng châm thanh ngọc, khuôn mặt tinh xảo, phong thái như ánh trăng, chỉ có chút lạnh lùng. Bên cạnh anh, nữ tử cười nhẹ nhàng, tươi đẹp đáng yêu, mặc bộ xiêm y trắng đơn giản, khi di chuyển phát ra ánh kim xanh tím, tựa như ảo mộng, vô cùng quyến rũ. Hai người họ dung mạo và phong độ đều rất xuất sắc, lại hòa hợp một cách lạ thường. Đứng cạnh nhau, họ trông thật hoàn hảo, khiến mọi người trong đình đều ngỡ ngàng. Đây là người xuất thân thương nhân, mang đầy hơi tiền sao? Thương nhân có thể có phong thái phi phàm như vậy sao? Thôi Việt Chi cũng ngỡ ngàng, đây là con trai của đại ca hắn sao? Đại ca hắn có dung mạo giống hắn bảy phần, đừng nói là tuấn mỹ, diêm từ. Thon thả, cũng khó mà đạt được, đây, không khỏi quá đẹp một chút, nhàn mẫn nhi ngỡ ngàng đột nhiên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Cô nhận ra hai người này, nữ tử chính là người đã làm cô mất mặt ở Tú La Phường, còn nam tử là người cười nhạo cô vì làn da đen. Sau khi về phủ, cô luôn nuốt không trôi sự nhục nhã này. Không ngờ, hai người này lại là cháu trai và cháu dâu mà thôi Việt Chi tìm về. Cô tức giận đến mức muốn thổ huyết, làm Tú nhìn tiêu giác, ánh mắt ngỡ ngàng, chỉ lầm bẩm Trên đời lại có nam tử đẹp như vậy. Tế dương khác với sóc kinh, nơi này nữ chính xinh đẹp mạnh mẽ, nam tử dương cương vũ dũng, vật hiếm là quý. Làng tú dạng tài nữ ở tế dương được tán dương, như tiêu giác tướng mạo tuấn Mỹ, quý khí yêu nhã, thực sự là của quý hiếm. Lúc này, tất cả các nữ quyến ngồi đây, tựa như sói chằm chằm nhìn miếng thịt, chăm chú theo dõi hắn. Hỏa Yến cũng nhận ra những ánh mắt này, trong lòng thầm mắng, gương mặt của tiêu giác, thực sự là ở đâu cũng chiêu hoa gẹo nguyệt. Sau lưng hai người họ, có Lâm Song Hạc đi theo. Ban đầu, mọi người còn tưởng hắn là thân thích hoặc bạn bè của Tiêu Giác. Khi biết hắn là quản gia, ai nấy đều chấn kinh. Không ai ngờ rằng, ở Hồ Châu, điều kiện làm quản gia lại khắc nghiệt như vậy. Thôi Việt Chi sắp xếp cho Tiêu Giác và Hòa Yến ngồi vào vị trí, ngồi bên phải phía dưới bàn tiệc của ông. "Hoán Thanh." Thôi Việt Chi cười tùm tình nhìn hắn. "Ta thật không ngờ, ngươi lại có thể đẹp mắt như vậy." "Thật sự rất cho thôi ra nở mày nở mặt." trong thành tế dương này, không ai so với thanh niên trước mắt càng phát triển. Trước đây, Thôi Việt Chi bị người ta chế giễu là Viên cầu Thô bị mập mạp, khi kiều hoán thanh chưa trở lại, chỉ nghe thấy tin đồn trong thành tế dương, mong chờ được thấy một Tiểu mập cầu Ai ngờ, lại quá đỗi đẹp trai, Thôi ra rửa sạch nhục nhã, thật tuyệt, tiêu giác bình tĩnh gật đầu, Thôi Việt Chi nhìn sang hỏa yến, cười hỏi Cháu dâu trông cũng trẻ, năm nay bao nhiêu tuổi? Hỏa Yến đáp. Gần 17, 17, tốt lắm. Thôi Việt Chi càng nhìn Hỏa Yến càng hài lòng. Xinh đẹp, chất tử và cháu dâu đều đẹp, sau này sinh con cũng sẽ càng đẹp. Huyết mạch thôi ra này, chắc chắn một đời hơn một đời. Nghĩ đến đây, ông cảm thấy vui mừng, thậm chí muốn lên từ đường thắp hai nén nhang cho đại ca, thật sự là ông trời phù hộ. Bữa tiệc giữa hồ hôm nay, chính là đặc biệt bày ra để đón hai người các ngươi. Thôi Việt Chi cười nói. Thấy ổn không? Tiêu giáp nói. Rất tốt, cảm ơn bá phụ. Một tiếng. Bá phụ. Này lập tức làm thôi Việt Chi hài lòng, ông cười rạng rỡ hướng về mọi người nói. Mọi người thấy không, đây chính là dòng độc đinh của đại ca đã khuất của ta, chất tử của ta. Các khách nhân lập tức nâng chén, miệng nói những lời như. Tướng Mạo Phi phàm người tao nhã. Chúc mừng Thôi Việt Chi một nhà đoàn tụ. Thôi Việt Chi càng vui vẻ, ra lệnh chia thức ăn, bữa tiệc bắt đầu. Tế Dương không có tục lệ nam nữ không ngồi cùng bàn, mọi người phân ngồi theo nhóm. Thôi Việt Chi cẩn thận hỏi Tiêu Giác về những chuyện liên quan trong những năm qua, sau đó chuyển sang hỏi về Hòa Yến. Ta nghe nói chất tử và cháu dâu cũng mới kết hôn không lâu. Tháng 10 năm ngoái, thành thân tại Hồ Châu. Tiêu Giác nhạt nhẽo nói. Chưa đến nửa năm. Thôi Việt Chi. À. Một tiếng, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc ta không được tận mắt thấy. Ông vỗ vỗ vai Tiêu Giác nếu có thể tận mắt thấy ngươi thành thân thì dù chết ta cũng không tiếc cháu dâu làm gì trong nhà thôi việt chi hỏi hồ châu cách tế dương quá xa rất nhiều chuyện không thể nghe ngóng được hỏa yến theo lời dặn trước đó trả lời ngọc yến chỉ là người nhà bình thường nhận được sự coi trọng của công tử nhà bình thường trong tòa nhà mọi người đều có biểu cảm khác nhau đây cũng là nhà bình dân người đời luôn nghĩ kiều hoán thanh dù xuất thân thương nhân nhưng là phú hộ có tiền có thể làm mọi thứ. Huống chi sinh ra đã xuất sắc như vậy, nếu cưới một tiểu thư nhà quan cũng là hợp lý. Nhưng lại cưới ôn Ngọc Yến nhà bình thường, không có tiền, không có quyền, dựa vào cái gì. Nếu nói là coi trọng sắc đẹp của ôn Ngọc Yến, thì làm tiếp cũng được, làm gì làm chính thê. Các thiếu nữ nhìn Hòa Yến với ánh mắt đầy hâm mộ và đố kỵ. Làm tú liếc mắt nhìn tiêu giác, thanh niên vốn có phong thái tuấn tú, giờ lười biếng ngồi, lại vì cái lạnh lùng đó mà càng quyến rũ, khiến cho toàn bộ nam nhi ở Tế Dương đều cảm thấy mình thấp kém. Cô nhìn về phía Hỏa Yến, chỉ là một nữ nhi nhà bình thường, về dung mạo, về thân phận, làm sao bì kịp được mình. Một chút không cam tâm nổi lên trong lòng, Ôn Ngọc Yến không xứng với Kiều Hoán Thanh, chỉ có mình mới nên đứng sóng vai cùng Kiều Hoán Thanh. Cô liền đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Hôm nay thôi đại nhân tìm về người nhà, là chuyện đáng ăn mừng." A à Tú bất tài, nguyện hiến khúc một bài để chúc mừng nói rồi ánh mắt lướt qua tiêu giác nở một nụ cười e thẹn các thiếu niên trong tiệc nghe vậy lập tức vui mừng ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lăng tú cô nương tế dương xưa nay gan lớn tự tin thanh thoát nếu có tài nghệ xuất sắc biểu diễn trước mọi người cũng không mất mặt nhưng lăng tú khác biệt chưa bao giờ thích chủ động biểu diễn dù trong yến tiệc cũng phải ra sức từ chối bất đắc dĩ mới đồng ý giống như hôm nay chủ động lần đầu lại là sở trường nhất của nàng, cầm nghệ khiến mọi người mười phần mong đợi. Thôi Việt Chi cũng rất vui, vung tay lên. "Tốt, A à Tú hôm nay cũng cho chúng ta mở rộng tầm mắt, nếu đánh xuất sắc, bá bá sẽ tặng ngươi đại lễ." Lăng đại nhân và Lăng phu nhân mỉm cười, những việc ra mặt như vậy, họ đã không còn thấy kinh ngạc, dù sao toàn bộ thành tế Dương đều biết, Lăng Tú tài mạo vô song. Hạ nhân rất nhanh mang tới một cây cầm, cây cầm này màu xanh biếc, như cây cỏ mùa xuân tươi mới. Cô mặc áo xa xanh nhạt, như tinh hoa của mùa xuân. Mười ngón tay thon dài, sau khi đốt hương rửa tay, nhẹ nhàng khảy dây đàn. Cô đàn bài cuối xuân, gió xuân cuộn ngựa năm lăng, ngày ấm Tây Hồ tháng ba, tiếng chim líu lo trên cành liễu, ca hát, uống rượu, làm thơ. Núi qua trường tấc mi dài, liễu tha làn khói đôi tơ. Tiếng đàn êm tai, phảng phất qua tai người nghe, khiến lòng người say mê. Hỏa Yến cũng vậy, chỉ cảm thấy cô nương này thật khéo tay. So sánh với động tác hài đàn của mình, không cẩn thận có thể làm đứt dây đàn, khó mà đánh ra được một bài hoàn chỉnh. Thật sự rất lợi hại, cô nghe say mê, thoáng nhìn sang, thấy tiêu giác không chút thay đổi, chỉ cúi đầu uống trà, liền đụng đụng hắn, nói khẽ. Sao ngươi không nghe? Tiêu giác. Đang nghe, vậy sao ngươi không tỏ vẻ thấy hay? Thấy hay là tỏ vẻ gì? Hỏa yến chỉ sang bên kia. Như họ kìa. Các thiếu niên lang ngồi đó, thậm chí có một số công tử hơi lớn tuổi, đều nhìn lang tú đắm đuối, như muốn chìm trong tiếng đàn, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. Tiêu giác thu hồi ánh mắt, lãnh đạm nói. Nhàm chán, ngươi thật khó hầu hạ. Hỏa yến nhỏ giọng lầm bầm. Ta thấy rất dễ nghe, dung mạo của nàng cũng đẹp mắt. Nếu ta có thể kết bạn với cô nương như vậy, chắc chắn sẽ vui vẻ vô cùng. Tiêu giác đột nhiên cười, nhìn nàng và nói với vẻ hứng khởi. Vui lắm phải không? Hy vọng sau này ngươi cũng có thể vui như thế. Hỏa Yến không hiểu ý hắn, chỉ nói: "Tất nhiên ta sẽ tiếp tục vui vẻ." Khi hai người đang trò chuyện, Lăng Tú đã đàn xong một khúc. Nhìn Tiêu Giác đang nghiêng đầu nói chuyện với Hỏa Yến, khóe môi cong như đang trêu đùa, Lăng Tú cảm thấy nặng lòng và càng không cam tâm. Nàng đứng dậy, mọi người xung quanh đều tán thưởng, Thôi Việt Chi cũng cười nói: "A à Tú, khúc đàn này của ngươi thật hay." âm hưởng còn vang vọng trong tai ta, ba, không, chín ngày chưa dứt. Không ai phủ nhận tài đàn của nàng, nhưng khi lăng tú nhìn về phía tiêu giác lần nữa, chỉ thấy chàng thanh niên đang cúi đầu uống trà, không hề liếc nhìn nàng. Bên cạnh hắn, ôn ngọc yến, cười nhẹ như trêu chọc, lăng tú cười gượng, rồi khiêm tốn nói. A à, tú sao dám múa rìu qua mất thợ, nghe nói phu nhân Kiều ở Hồ Châu là tài nữ nổi tiếng, cầm nghệ xuất thần nhập hóa, hôm nay có duyên gặp mặt, có thể cho A à Tú được mở rộng tầm mắt chăng? Nàng nói, ánh mắt mong chờ nhìn chăm chăm Hỏa Yến. Cũng để mọi người thấy được tài nghệ tuyệt luân của phu nhân. Hỏa Yến cười thẳng thắn, nghe vậy thì ngây người, tại sao đột nhiên lại nhắc đến nàng? Ôn Ngọc Yến cầm nghệ xuất thần nhập hóa, thật vậy sao, sao nàng không biết? Hỏa Yến nhìn về phía Lâm Song Hạc cầu cứu, đây là tiên sinh của nàng. Lâm Song Hạc thản nhiên quay đầu ra, giả vờ nói chuyện với người bên cạnh, không có ý muốn giúp nàng giải vây. Ta nghĩ, thật ra không cần thiết. Hỏa Yến nói. A à Tú cô nương cầm nghệ rất tốt rồi, ta không cần thêm phiền phức. Sao lại nói là thêm phiền phức được? Lăng Tú chân thành nhìn Hỏa Yến. A à Tú thực sự rất muốn nghe tiếng đàn của phu nhân. Hỏa Yến, tiếng đàn của nàng, tiếng đàn của nàng có thể trừ tà chấn chạch, chứ không phải để thưởng thức. Thấy Hỏa Yến lộ vẻ khó xử, Lăng Tú không khỏi đắc ý nghĩ rằng trước đây nghe nói ôn Ngọc Yến tài nghệ song tuyệt, có lẽ chỉ là ngụy trang. Nếu hôm nay có thể làm nàng xấu mặt trước mọi người, thì đó sẽ là trò cười của Tế Dương. Nhàn Mẫn Nhi, người luôn đối đầu với Lăng Tú, thấy tình cảnh này cũng không khỏi hả hê. Trước đó tại Tú La Phường, mặc dù tiêu giác có lời châm chọc, Nhàn Mẫn Nhi vẫn trách Hỏa Yến. Nàng luôn cảm thấy Hỏa Yến được nam tử yêu tú yêu thích là quá trói mắt, nhất là khi nàng không có gì đặc biệt, càng khiến người ta thấy nàng hiểu danh vô thực. Hỏa Yến nhìn tiêu giác bên cạnh, hắn chậm rãi uống trà, vẻ mặt thư thái tự nhiên. Không lạ gì khi vừa rồi hắn nói. Hy vọng ngươi sau này cũng vui vẻ như vậy. Hắn đã đoán trước được chuyện này sẽ xảy ra. Làm sao hắn biết được, loại suy nghĩ kỳ quái này, tiêu giác lại có thể nhìn ra. Có phải hắn có khả năng đọc tâm không? Hỏa Yến thầm nghĩ, tay dưới bàn kéo áo hắn, nói nhỏ. Giúp ta được không? Tiêu giác thản nhiên nói. Ngươi không phải đã học rồi sao? Không học được. Hỏa Yến nói. Trước đó lâm song hạc đã dạy ta, hắn còn nói ta rất tốt, nhưng vừa rồi nghe cô nương này đàn, ta cảm thấy mình chơi không đúng. Lời nói này uyển truyền, thực tế thì không chỉ là không đúng, mà thật sự là sai hoàn toàn. Cầm kỳ thư hỏa ngươi cũng không biết. Hắn nói. Ngươi ngoài việc hám hại lừa gạt, còn biết gì nữa? Đập vỡ tảng đá bằng ngực. Hỏa Yến trần trừ nhưng nàng cũng không thể ngay tại đây biểu diễn đập vỡ tảng đá bằng ngực được tiêu giác nếu ta làm lộ chúng ta sẽ xong đời giúp một chút hỏa yến khẩn cầu hắn đô đốc thiếu gia tiêu nhị công tử phu quân tiếng phu quân này rõ ràng làm tiêu giác buồn nôn hắn nói ngươi nói cẩn thận hỏa yến vậy thì ngươi đã đồng ý rồi nhé hai người nói chuyện rất nhỏ trong mắt mọi người hỏa yến như đang nũng nịu với tiêu giác tiêu giác lại rất rung túng nàng. Thôi Việt Chi cười nói. Sao thế, Ngọc Yến không muốn đàn sao, không dối gạt chư vị, từ khi kết hôn, ta và vợ có một thỏa thuận. Vợ ta cầm nghệ cao siêu, chỉ đánh cho ta nghe. Tiêu giác thản nhiên nói. Nên hôm nay, e rằng không thể như mong muốn của vị cô nương này. Mọi người ngơ ngác, Hòa Yến cũng bị bất ngờ, không ngờ tiêu giác lại đưa ra lý do này. Tuy nhiên, nghĩ lại, lý do này thật khéo, dù sao dùng lý do khác có thể sẽ phải giải thích lần nữa. Lý do này thậm chí chặn được cả lần sau, vô duyên vô cớ, làm sao ai dám bỏ qua thỏa thuận. Làng tú mặt cứng đờ, nhìn đôi thanh niên nam nữ ngồi bên nhau, cuối cùng cũng nuốt không trôi, cười nói. Hôm nay là ngày công tử và thôi đại nhân tụ họp, nhiều người như vậy, phá lệ một lần cũng không sao mà. Ta và phu nhân đã có thỏa thuận, không thể thay đổi. Tiêu giác nhạt nhìn nàng một cái. Nếu nhất định phải nghe, ta có thể đàn thay. Lời đến cuối, giọng hắn trở nên lạnh lùng, rõ ràng là không kiên nhẫn nữa. Lăng Tú cũng bị vẻ lạnh lùng của hắn làm giật mình, tạm thời không dám nói gì, Thôi Việt Chi liền giải vây, cười nói. Hoán Thanh cũng biết đánh đàn, biết chút ít thôi, vậy hôm nay ta muốn nghe một chút tiếng đàn của Hoán Thanh. Thôi Việt Chi vỗ tay cười lớn, nhà ta đời đời theo võ, chưa từng gặp người phong nhã như thế. Trung Phúc đem đàn lau sạch một lần nữa. Không cần, tiêu giác nói. Lâm quản gia lấy ván hương cầm đến. Tiêu giác thường dùng những vật phẩm tinh tế, hỏa yến biết rõ điều này. Nhưng trong mắt những người không hiểu tình hình, nhất là trong mắt lang tú, lại nghĩ tiêu giác ghét bỏ nàng nên không muốn dùng trung đàn, nàng không khỏi cắn môi, không tình nguyện ngồi lại chỗ. Lâm Song hoặc nhanh chóng đem vãn hương cầm của tiêu giác tới. Hỏa yến nhớ rõ cây vãn hương cầm này, lần trước khi giả trang làm trình lý tú ở Lương Châu Vệ nàng uống say làm hỏng cây đàn này, tiêu giác còn mang đi lương châu để sửa. Chỉ cần nhìn cũng biết nó rất giá trị, cũng may tiêu giác không bắt nàng bồi thường, nếu không bán cả thân nàng cũng không đủ trả. Nàng nhớ mang máng đã từng nghe tiêu giác đánh đàn, nhưng lúc đó say mềm, ký ức cũng mờ nhạt, giờ nhìn thấy cây đàn này, ký ức say xưa lại ùa về. Nam tử ngồi trước đàn, đốt hương rửa tay, khác biệt hoàn toàn với sự chăm chỉ của lăng tú, hắn lộ ra vẻ lười biếng, Thờ ơ, rất tự nhiên. Nếu không phải là người đánh đàn nhiều năm, thì không thể nào làm được tự nhiên như thế. Trong khoảnh khắc đó, Họa Yến dường như thấy lại hình ảnh năm xưa ở hiền xương quán, một thiếu niên phong lưu nằm dưới cây sơn trà chợp mắt. Nhưng hắn đã trưởng thành. Dây đàn rung lên, tay hắn thon dài với khớp xương rõ ràng, rất đẹp mắt khi chạm vào dây đàn, tạo ra âm thanh êm ái. Khúc đàn này khác với khúc cuối xuân của Lăng Tú không vui vẻ mà yên tĩnh mang theo nỗi buồn man mác như ánh trăng chiếu sáng dòng sông chảy xa hắn đàn khúc giang nguyệt bài hát này rất khó đòi hỏi cầm nghệ cao hòa yến từng nghe một người đàn là sư phụ của nàng liễu bất phong khi liễu bất phong đàn cảm giác nhiều là hồi ức hoặc là thất lạc nhưng cảm giác của tiêu giác lại khác biệt nam tử tuấn mỹ làm việc phong nhã luôn thu hút sự chú ý dù là lăng tú vừa bị tiêu giác dọa hay nhan mẫn nghi trước đó bị châm chọc, thậm chí nhiều người khác, lúc này cũng không khỏi đắm chìm vào tiếng đàn của hắn. Hỏa Yến cũng không ngoại lệ, khi hắn đánh đàn, lông mi rũ xuống, che đi ánh mắt lạnh lùng, chỉ còn ôn nhu. Ngũ quan của anh ta anh Tuấn đến mức đáng kinh ngạc, đôi môi mỏng khẽ mím, toát lên vẻ tự chế ngựa đầy cuốn hút. Hỏa Yến nghĩ, trên đời này, quả thật rất khó tìm thấy ai xuất sắc và đẹp mắt hơn anh ta. Cuối cùng, Tiêu Giác thu tay lại sau khi hoàn thành bản nhạc. Đám người theo dõi anh ta lập tức im lặng, nếu không có khúc nhạc, Giang Nguyệt của anh ta, khúc Cuối Xuân của Lăng Tú đáng ra đã rất xuất sắc, nhưng khi so sánh, tài nghệ chơi đàn của Lăng Tú trở nên bình thường, không còn gây kinh ngạc như vậy. Dù là nam hay nữ, khi nhìn Tiêu Giác, trong lòng họ đều ngập tràn sự bối rối. Không phải nói rằng Kiều Hoán Thanh từ Hồ Châu là được một gia đình thương nhân nuôi dưỡng sao? Nhưng nhìn anh ta bây giờ, chẳng lẽ thông tin sai, một người như vậy không giống như được nuôi dạy bởi một gia đình thương nhân." Thôi Việt Chi nở một nụ cười hài lòng khi nhìn Tiêu Giác, nói lớn: "Hoán Thanh, bài nhạc này của ngươi khiến chúng ta đều ngây ngất. Trước đây công chúa thường nói, A à Tú là người chơi đàn giỏi nhất tế dương. Lần sau ta sẽ đưa ngươi vào vương phủ, nếu công chúa nghe tiếng đàn của ngươi, chắc chắn sẽ tán thưởng rất nhiều." Đám người nghe thấy, tâm tư đều khác nhau thôi Việt Chi rõ ràng muốn nâng đỡ Kiều Hoán Thanh vào vương phủ. Nói như vậy, không thể xem Kiều Hoán Thanh như người bình thường nữa. Tiêu giác mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm lướt qua hỏa yến một chút, nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ là kẻ bêu xấu, thực tế, tài nghệ chơi đàn của tôi không bằng một phần người của phu nhân. Thật sao? Thôi Việt Chi ngạc nhiên nhìn về phía hỏa yến. Thế thì tuyệt vời biết bao. Hỏa yến đỏ mặt, thật sự là quá mất mặt. Trường 134, tìm người. Tiêu Giác đàn xong bản nhạc, nhận được lời khen ngợi từ mọi người, rồi trở về chỗ ngồi của mình. Hỏa Yến tới giai đoạn này rồi cũng không còn hứng thú nữa, ai biết được có người sẽ muốn xem tài nghệ khác của nàng không, lỡ họ yêu cầu nàng viết chữ làm thơ thì sao? Nàng không thể cứ lấy lý do đã có thỏa thuận với phu quân để trốn tránh mãi, nàng lo sợ ngồi im dưới chỗ ngồi, cũng may không có tình huống nào ngoài ý muốn xảy ra. Sau khi ăn uống no nê, mọi người lần lượt ra về. Hỏa Yến cùng tiêu giác bước ra ngoài, lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với Thôi Việt Chi. Vị thiếp lớn tuổi nhất của Thôi Việt Chi đi cạnh Hỏa Yến, chậm hơn một chút so với Thôi Việt Chi và tiêu giác. Thiếp thất này lớn tuổi hơn Hỏa Yến, nhìn dịu dàng và thật thà, họ vệ. Vệ Di Nương nói, công tử rất tốt với thiếu phu nhân. Hỏa Yến sừng sốt một chút, đang nghĩ. Sao lại nói vậy? Nghĩ lại, liền cười tùm tìm nói. Đúng vậy, phu quân rất yêu thương ta, ngày thường đối với ta hết mực chiều chuộng, cái gì cũng theo ý ta. Ta cũng cảm thấy mình đời trước tu luyện phúc khí, đời này mới có thể tìm được người chồng như ý. Vệ di nương cười, phốc phốc, một tiếng, nói. Người ta đều nói nữ tử tế dương tính tình ngay thẳng, ta thấy thiếu phu nhân mới thực sự là thẳng thắn. Hỏa yến cười thầm trong lòng, gán cho tiêu giác cái danh. Sùng thê vô độ. Nghĩ rằng những ngày ở tế dương này, mình có thể dựa vào cái danh này mà làm gì cũng được tiêu giác chắc cũng không ngờ, lại tự mình đào hố cho mình nhảy vào. Trong lúc nói chuyện, hai người đã vào đến chính đường. Không biết di nương phòng nào của Thôi Việt Chi đã chuẩn bị trà nóng, chờ họ vào. Thôi Việt Chi ngồi xuống ghế, phẩy tay nói. Các người tất cả đi xuống đi. Mấy thiếp thất cùng với người hầu đều đi xuống. Hắn vừa cười vừa nói. Hoán Thanh, Ngọc Yến, ngồi đi. Thôi Việt Chi tuy là trung kỵ, nhưng không có vẻ kiêu ngạo gì, trông giống một người lính bình thường hắn có vẻ đôn hậu hòa ái nhưng đôi mắt sắc bén như lưỡi dao sắc nhọn khi rút ra khỏi vỏ làm người ta sợ hãi tiêu giác và hòa yến ngồi xuống ghế bên cạnh hắn hôm qua ta định về đón các ngươi nhưng vương nữ điện hạ giữ lại nên không về được hôm nay mới gặp được hắn quan sát tiêu giác một lúc thở dài lúc đầu ta chỉ thấy dung mạo ngươi tốt giờ nhìn kỹ ngươi giống đại ca đã mất của ta đôi chút hòa yến nhìn ngươi cũng rất giống ta Thôi Việt Chi nói, không hổ là người nhà họ thôi. Hỏa Yến, Tiêu Giác gật đầu. Lúc ngươi mới sinh, ta còn bế ngươi, khi đó ngươi chỉ to bằng hai nắm tay của ta. Đại ca không nỡ để ta động vào ngươi, sau này ngươi bị người mang đi." Hắn buồn bã nói, "Trước khi chết, đại ca đại tẩu cũng luôn nghĩ về ngươi, nếu hôm nay họ thấy ngươi xuất sắc thế này, chắc chắn sẽ rất vui." Tiêu Giác im lặng, Thôi Việt Chi tự cười, "Nhìn ta mà xem." lại đi nói những chuyện không vui này mất hứng quá hoán thanh ngọc yến các ngươi tới vừa vặn mấy ngày nữa là xuân phân chúng ta có lễ thủy thần ở tế dương nhất định phải tham gia cho vui đảm bảo các ngươi sẽ không muốn rời đi hỏa yến ngạc nhiên xuân phân sao vậy thôi việt chi hỏi có gì không ổn à không không có gì hỏa yến cười nói chỉ là sinh nhật của ta cũng là xuân phân sau mấy ngày thật là trùng hợp thật vậy sao thôi việt chi cũng ngạc nhiên trong chốc lát sau đó cười lớn ngọc yến có duyên phận với chúng ta tế dương sinh nhật đúng vào lễ thủy thần hoán thanh lúc đó ngươi phải tổ chức sinh nhật thật tốt cho ngọc yến của chúng ta tiêu Giác nhìn làng một cái nói được họ nói chuyện thêm một hồi thôi việt chi đứng dậy nói hoán thanh ngọc yến các ngươi theo ta đi thắp nén hương cho đại ca đại tẩu ở từ đường các ngươi bao năm không gặp nếu họ trên trời có linh biết được hoán thanh đã thành ra lập nghiệp, chắc chắn sẽ rất vui. Hỏa Yến cùng tiêu Giác đi theo đến từ đường, sau khi thắp hương xong, trời đã tối, thôi Việt Chi liền để hạ nhân dẫn họ trở về phòng, sớm nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi dạo trong thành tế dương. Khi trở lại phòng, Hỏa Yến không chờ đợi liền ngồi xuống giường, nói. Mệt chết mất, ngồi nghiêm chỉnh cả ngày, đóng vai nữ tử thật không phải là việc dễ, so với huấn luyện trong diễn võ trường còn dễ hơn nhiều đóng vai nữ tử tiêu giác cười nhẹ nhìn ngươi thật sự không coi mình là nữ hòa yến cũng rất bất đắc dĩ nghĩ thầm tiêu giác tìm đến một tài nữ như mình nếu nàng đóng vai võ tướng nhà nữ nhi hay người chèo thuyền ở bến tàu chắc chắn không chê vào đâu được tiêu giác cởi áo ngoài đặt lên ghế bên cạnh giường hòa yến ngồi dậy hôm nay thật sự cảm ơn ngươi nếu không có ngươi giúp đỡ chắc đã xảy ra chuyện lớn ta không phải sùng thê vô độ, đối với người hết mực chiều chuộng, mọi chuyện suy nghĩ cho người sao. Tiêu nhị công tử giọng mang theo vẻ trêu chọc. Phải vậy. Hỏa Yến. Người nghe thấy à. Mặc dù nói cũng là giả, nhưng bị tiêu giác nghe thấy, vẫn làm nàng xấu hổ. Nàng cười nói. Ta không phải muốn để cho quan hệ vợ chồng của chúng ta trông càng ân ái, càng chân thật sao, thiếu ra đừng giận. Đang nói, bên ngoài có người gõ cửa, Hòa Yến nói. Vào đi. Thúy Kiều và Hồng Tiếu mang một giỏ thức ăn tiến vào, bày các món ăn lên bàn, Hòa Yến ngạc nhiên hỏi. Ta không bảo làm đồ ăn vào đây, ta bảo họ làm. Tiêu Giác nói. Để đó, các ngươi ra ngoài đi. Thúy Kiều và Hồng Tiếu nghe lời rời khỏi phòng, Hòa Yến ngạc nhiên nói. Ngươi chưa ăn no à, vừa mới ăn trong yến tiệc mà. Tiêu Giác cười lạnh. Không biết ai vì lăng tú mà đứng ngồi không yên, lo sợ, cơm cũng không ăn. Hắn nói. Tiền đồ đâu? Hỏa Yến ấp úng, "Ngươi phát hiện rồi à?" Tiêu Giác, "Ai cũng phát hiện ra. Có rõ ràng vậy sao?" Hỏa Yến rất nghi ngờ, nhưng khi thấy thức ăn trên bàn liền vui trở lại, nói, "Vậy là ngươi cố ý cho ta. Cảm ơn thiếu gia, thiếu gia, ngài thật tốt bụng, thiên hạ không ai tốt hơn ngài." "Đừng nói nữa." Tiêu Giác nhíu mày, nghe buồn nôn. Hỏa Yến đã quen với cách nói của hắn, kéo hắn ngồi xuống trước bàn. "Coi như thức ăn khuya, ngươi cũng ăn cùng đi." Không ăn, ăn đi, ăn đi. Hỏa Yến kéo tay áo hắn không cho đi, đưa cho hắn một đôi đũa. Ngươi thấy đây có hai đôi đũa, vốn là chuẩn bị cho hai người, ta ăn không hết. Giúp ta một chút, thiếu gia. Tiêu giác như nghe thấy chuyện cười, nhạt nhẽo nói. Hòa đại tiểu thư đánh giá thấp khẩu vị của mình rồi. Mặc dù khẩu vị tốt, nhưng ta không phải thùng cơm. Hỏa Yến nói. Lại nói, người chưa từng nghe câu tú sắc khả san sao, ta ban đầu có thể ăn ba chén cơm, nhưng nhìn thấy thiếu gia tướng mạo phong thái như vậy, ta có thể ăn năm bát. Tiêu giác nghẹn một lúc. Ngươi là heo sao, đừng nói khó nghe vậy. Hỏa Yến vừa nói, vừa đầy một đĩa tôm măng mùa đông và tam thi mướp quyển lên trước mặt hắn. Ngươi không phải thích ăn món này sao, ăn đi. Tiêu giác hơi bất ngờ, một lát sau, nhìn nàng. Sao ngươi biết? Hỏa Yến nhét một miếng bánh ngàn tầng vào miệng. Ta thấy ngươi kẹp hai đũa trong bữa sáng, rồi lại kẹp trong bữa trưa yến tiệc. Nếu không thích, người đã không đụng vào, chắc là ngươi thích. Nhưng ngươi thật kỳ lạ, sao lại thích ăn chay, nhà giàu đều vậy sao? Khó trách eo nhỏ, nàng nghĩ thầm, tiêu giác không trả lời, chỉ cúi đầu chậm rãi ăn cơm. Hỏa Yến không để ý đến hắn, lúc còn thiếu niên muốn làm nam tử, vì sợ bị lộ, nàng thường chú ý từng chi tiết nhỏ, dù sao chi tiết quyết định thành bài. Các nam tử hòa ra đều bị nàng quan sát kỹ, có lần có người còn tưởng nàng có vấn đề tâm lý. Sau này vào quân đội, việc làm nam tử trở nên dễ hơn chút, dù sao đã có nhiều kinh nghiệm. Khi nàng muốn quan sát một người, nàng sẽ rất cẩn thận, huống chi tiêu giác hiện giờ cùng nàng ở chung cả ngày, biết hắn thích ăn gì hay ghét ăn gì thật quá dễ dàng. Nguy sinh nhật thực sự là vào xuân phân sao? Hỏa Yến đang suy nghĩ, bất ngờ nghe tiêu giác hỏi. Nàng dừng lại một chút, mặt không lộ vẻ gì, hoàn toàn thất vọng. Làm sao có thể, ta chỉ thuận miệng nói, lỡ thôi đại nhân muốn tặng quà sinh nhật cho ta thì sao? Chẳng phải có thể nhân cơ hội này kiếm lời một chút. Tiêu Giác hừ một tiếng. Lừa đảo, ta đâu có lừa đảo. Hỏa Yến được nước lấn tới, lớn tiếng cãi lại, ta thấy hôm nay thiếu gia trong yến tiệc mới là diễn không chê vào đâu được, lừa gạt tất cả mọi người. Cái gì, ta cùng với nội tử có thỏa thuận? Ha ha ha, thiếu gia, thật sự ta không nghĩ có thể nghe loại lời đó từ miệng ngài tiêu giác vẫn ung dung nhìn hỏa yến diễu cợt, đợi nàng cười đủ, mới hỏi. Thật buồn cười, thật sự rất buồn cười. Hắn gật đầu. Vậy ngươi tự mình ứng phó đi, kiều phu nhân. Hỏa yến không cười nổi, nàng nói. Thiếu gia, ta chỉ thuận miệng nói, ngài đừng để trong lòng. Tiêu giác không để ý tới nàng, từ từ ăn canh. Hẹp hòi. Nàng nói. Thật sự hẹp hòi làm người ta than thở. Tiêu giác vẫn không lay động, hỏa yến xoay chuyển mắt, nhẹ giọng phu quân thiếp sai rồi xin phu quân tha thứ cho thiếp vô lễ thiếp không dám nữa phu quân phu quân tiêu giác không thể nhịn được nữa im miệng hắn nói ngươi nói chuyện cẩn thận hỏa yến hiểu ra tiểu đồ đốc lạnh lùng vô tình thực ra là người mềm lòng không chịu cứng nàng cười ha ha tiếng cười vang đến phòng bên cạnh đang cùng lâm song hạc đánh bài phi nô và xích ô không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên xích ô thở dài để đạt được mục đích Đô đốc đã liều mạng quá mức, cả Hòa Yến cũng như vậy, gần như biến mình thành phụ nữ. Họ đều như thế, chúng ta còn lý do gì không cố gắng. Phi Nô không biết nói gì, Lâm Song Hạc nghe vậy cũng cười khúc khích. Ừ, đúng là rất cố gắng. Ban đêm, một người ngủ trên giường, một người nằm cạnh sập. Sáng sớm hôm sau, Hòa Yến dậy muộn một chút, khi tỉnh dậy, thấy Tiêu Giác đang đứng ở cửa nói chuyện với Phi Nô và Xích Ô. Sau khi rửa mặt, Thúy Kiều và Hồng Tiếu mang đồ ăn sáng vào bếp, Hỏa Yến nói với Tiêu Giác. Thiếu gia, ăn cơm thôi, ngươi tự ăn đi. Tiêu Giác nói. Hôm nay ta có việc ra ngoài, không ở trong phủ. Ngươi và Lâm song hạc ở lại phủ, đừng chạy lung tung. Ngươi muốn ra ngoài sao? Đi đâu vậy? Hỏa Yến hỏi. Có thể mang ta theo không? Tiêu Giác im lặng một lúc rồi nói. Không tiện. Hỏa Yến ngần ngại một lúc, rồi đến gần hỏi nhỏ ngươi định đi tìm tung tích của Sài An Hỷ. Nghe vậy, Sích Ô ngạc nhiên một chút, không ngờ Tiêu Giác đã nói chuyện này với Hỏa Yến. Đúng vậy, mà ngươi theo sẽ khiến người ta nghi ngờ. Hỏa Yến gật đầu. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Thái độ của nàng lần này thật thoải mái, không như cái đuôi bám theo, khiến Tiêu Giác ngạc nhiên trong chốc lát, nhìn nàng như có điều suy nghĩ. Hỏa Yến quay người vào phòng. Đi nhanh đi, trước khi ta đổi ý, các ngươi sẽ không thoát được ta đâu tiêu giác không nói gì, dẫn xích ô và phi nô rời đi. Sau khi họ đi, Hoa Yến một mình dùng hết bữa sáng. Thôi Việt Chi không có ở phủ, sáng sớm đã đi luyện binh. Hỏa Yến đi sang phòng bên cạnh tìm Lâm Song Hạc, nhưng không thấy, tiểu tỳ hầu hạ Lâm Song Hạc cười nói. Lâm Quản gia sáng sớm đã ra ngoài, nói muốn mua vài món đồ, sẽ về trễ một chút. Hỏa Yến suy nghĩ một chút, rồi hiểu ra, Lâm Song Hạc không phải là quản gia thật, mấy ngày nay đều theo sát tiêu giác, chắc hẳn đã chán ngấy. Hôm nay tiêu giác đi ra ngoài, có chút thời gian rảnh rỗi, tự nhiên vô tư lự, ra ngoài chơi cả ngày. Nhưng người này thật không đàng hoàng, đi ra ngoài cũng không nói với nàng, chắc sợ nàng mách với tiêu giác. Tuy nhiên hành động lần này của Lâm song hạc lại đúng ý hỏa yến. Đến Tế Dương Thành đã vài ngày, nhưng vì bây giờ nàng là... Ôn Ngọc Yến. Lúc nào cũng ở cạnh tiêu giác, không có chút thời gian rảnh để tìm hiểu tung tích của Liễu Bất Phong. Hôm nay Tiêu Giác và Lâm Song Hạc đều không ở đây, thuận lợi để nàng hành động một mình. Năm đó khi chia tay, Liễu Bất Phong từng nói, nếu có cơ hội đi ngang qua Tế Dương, ở chân núi ngoài thành có một trà thất, muốn tìm hắn có thể đến đó hỏi thăm, có lẽ còn có cơ hội gặp lại. Hỏa Yến liền mặc áo ngoài, thu thập một ít đồ, Thúy Kiều thấy vậy, hỏi. Phu nhân muốn đi ra ngoài sao? hôm nay thiếu gia và quản gia đều không có ở đây, ta một mình trong phủ cũng không có ai, thật chán. Chúng ta cũng ra ngoài đi dạo một chút, mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, sao không đi dạo trên núi ngoài thành Tế Dương. Hai tiểu nha hoàn nhìn nhau, đang yên đang lành, đi dạo trên núi làm gì? Vậy quyết định vậy, Hỏa Yến nói, nghĩ ngợi rồi nhét cái roi có thể co rũi vào ngực, quay người đi ra cửa. Đi thôi. Không có tiêu giác, Hỏa Yến tự do không bị ai quản thúc nàng là khách của tôi ra, không ai dám cản nàng. Trung phúc không yên tâm khi nàng một mình ra ngoài, muốn gọi nàng mang theo hai hộ vệ của tôi phủ, nhưng bị hòa yến từ chối thẳng thừng. Ta chỉ đi dạo quanh đây, tuyệt không đi xa. Hơn nữa giữa ban ngày ban mặt trước công chúng, không ai dám làm gì. Trung quản gia yên tâm. Ta đi rồi sẽ tìm phu quân ta. Bên cạnh phu quân có hai hộ vệ võ nghệ cao cường, đủ bảo vệ. Trung phúc mới miễn cưỡng đồng ý ra khỏi thôi ra hỏa yến bảo thúy kiều thuê một chiếc xe ngựa gần phủ gọi phu xe đi ra ngoài thành hồng tiếu cẩn thận hỏi phu nhân chúng ta thật sự ra khỏi thành sao không phải ra khỏi thành chỉ là đi dạo tê vân sơn bên ngoài thành một chút hỏa yến nói khi tới đây ta đi ngang qua tê vân sơn thấy phong cảnh trên núi rất đẹp rất mong được ngắm nhìn hôm nay vừa có thời gian không đi hôm nay thì còn chờ ngày nào bây giờ đi là vừa vặn Nàng nói rất thật, hai tiểu cô nương cũng không nghi ngờ gì. Đến cửa thành, Hỏa Yến đưa lệnh bài của Thôi Việt Chi cho thành môn vệ xem. Thành môn vệ thấy là người của Thôi phủ, liền cho qua, để Hỏa Yến ra khỏi thành. Tê Vân Sơn nằm ở phía ngoài cửa thành, đường đi không khó. Đến chân núi, Hỏa Yến làm bộ nói: "Ta hơi khát, tìm xem gần đây có trà thất nào không, ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp." Thúy Kiều và Hồng Tiếu đương nhiên không phản đối, Hồng Tiếu đã xuống xe phu nhân hãy nghỉ ngơi trên xe một chút, nô tỳ đi xem thử. Không lâu sau, Hồng Tiếu trở về, cười nói. Bên này vừa vặn có một trà thất, ngay gần đây, phu nhân, nô tỳ giúp ngài xuống xe, chúng ta đi qua. Hỏa Yến vui vẻ đồng ý, mấy người đi không lâu, đến chân núi, thấy dưới tàng cây hòe có một trà thất dựng bằng cỏ chanh, top 5 top 3 khách uống trà và chuyện trò. Hỏa Yến tiến lên, gọi vài chén trà và ít điểm tâm. Bảo Thúy Kiều và Hồng Tiếu cùng phu xe thấm giọng. Phu nhân, nô tỳ không khác, nô tỳ cũng không khác, đi đường lâu vậy, làm sao không khác? Hỏa Yến nói. Uống đi, ta đi hỏi trưởng quý xem gần đây có chỗ nào vui chơi. Không chờ hai người trả lời, Hòa Yến trực tiếp đi thẳng về phía trước. Chủ nhân trà thất là đôi phu phụ trung niên, đầu bao khăn vải xanh, da đen sạm, có lẽ vì nóng, nổi lên chút đỏ. Bà chủ nhìn thấy Hòa Yến, liền hỏi. Cô nương, có phải nước trà và điểm tâm không hợp khẩu vị hỏa yến cười nói không phải ta đến để hỏi thăm người hỏi thăm người ông chủ cầm khăn tay đặt lên vai cô nương muốn hỏi ai tên gọi liễu bất vong hỏa yến mô tả vóc dáng cao hơn ta một cái đầu diện mạo rất đẹp khoảng bốn mươi mấy tuổi đeo một cái cầm mang theo một thanh kiếm thích mặc áo trắng như kiếm khách hiệp sĩ dừng một chút nàng bổ sung cũng không nhất thiết phải áo trắng tóm lại là một nam tử rất phiêu giật. Dù sao nàng và Liễu Bất Phong cũng đã nhiều năm không gặp, có lẽ bây giờ Liễu Bất Phong không thích mặc áo trắng nữa. Bà chủ suy nghĩ một lát rồi cười nói. Cô nương, người cô nương nói là Vân Lâm cư sĩ phải không? Vân Lâm cư sĩ, đúng vậy, chúng tôi cũng không biết hắn tên gì, nhưng hàng năm sau lễ thủy thần vài ngày, hắn sẽ xuất hiện ở trà thất này, xin chúng tôi một chén trà. Về phần Vân Lâm cư sĩ, đó là chúng tôi nghe người khác gọi vậy rồi gọi theo, không biết họ tên thật của hắn. Nhưng dựa theo lời cô nương, mặc áo trắng, rất phiêu giật, diện mạo đẹp, mang theo một cái cầm, chắc chắn là người này. Hỏa Yến vui vẻ trong lòng, hỏi. Vậy ngài có biết hắn hiện giờ ở đâu không? Cô nương, cô làm khó chúng tôi rồi. Ông chủ nói. Chúng tôi không thể hỏi lai lịch người khác, tự nhiên không biết hắn bây giờ ở đâu, nhưng cô đừng nản chí, hàng năm sau lễ thủy thần hắn sẽ đến đây. Ta nghĩ, bây giờ hắn ở trong thành tế dương, đợi đến lễ thủy thần vào dịp xuân phân. Hỏa Yến lộ vẻ khó xử, tế dương thành không nhỏ, nếu mượn người của thôi Việt Chi, tìm một người như liễu bất phong có lẽ không khó. Đáng tiếc là, việc này không thể để người khác biết, tự nhiên nàng chỉ có thể tự mình đi tìm. Không dễ dàng chút nào, thấy nàng có vẻ khác lạ, bà chủ hỏi. Cô nương, hắn là gì của cô, cô muốn tìm hắn làm gì? Là một vị, cố nhân lâu không gặp, Hỏa Yến cười buồn, một lát sau lại nói: "Nếu năm nay sau lễ thủy thần, Vân Lâm cư sĩ lại đến uống trà, xin ông chủ giúp ta truyền lời, nói Hà Hòa hiện đang ở Tế Dương, mời hắn đợi ở đây để gặp lại." "Được rồi." Ông chủ cười nói: "Tôi sẽ truyền lời." Hỏa Yến lúc này mới yên tâm, nàng quay lại trà thất ngồi xuống, Thúy Kiều và Hồng Tiếu hỏi: "Phu nhân, nước trà đã nguội, nước nguội rồi uống không ngon, ta cũng không uống." Hỏa Yến nói: "Thực ra do kiếp trước bị giáo huấn, nàng không dám tùy tiện uống trà bên ngoài. Hai nha hoàn nhìn nhau, sau một lúc, Hồng Tiếu hỏi. Phu nhân, có nghĩ ra đi đâu không? Ta vừa hỏi ông chủ, ông chủ nói mấy ngày nay trên núi có sói, tốt nhất đừng lên núi. Hỏa Yến mặt không đổi sắc nói dối. Ta nghĩ chúng ta là nữ tử yếu đuối, thật sự quá nguy hiểm. Nên hôm nay không lên núi, trở về phủ thôi. Phu xe. Hắn muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn im lặng đi tản bộ xoay một vòng, chẳng làm gì rồi trở về, đây không phải vui đùa sao. Hồ Châu phu nhân thật không thể đùa được, rõ ràng là được sủng ái mà kiêu ngạo. Thật quá đáng. Ở bên kia, tiêu giác cùng hai người tìm được vị trí của Thúy Vi Các. Lôi hậu nói, người lấy tin liên lạc với hắn ngay trong Thúy Vi Các ở Tế Dương, tiêu giác nghi ngờ người này là Sài An Hỷ. Nhưng hôm nay, trước cửa hàng đã cháy đen, cẩn thận người còn nghe thấy mùi khét. Thúy Vi các này vốn là cửa hàng bán châu báu. Thám tử chắp tay đáp. Nửa tháng trước, có một đêm bốc cháy, thiêu rụi Thúy Vi các, tiểu nhị và trưởng quỹ bên trong, còn có vị tiên sinh kế toán mới tới, xài tiên sinh, đều không thoát ra được. Không có người, manh mối đất rồi. Có thấy thi thể không? Tiêu giác hỏi. Đều bị thiêu thành cho, làm gì còn thi thể, hàng xóm đều nói rất thảm. Thúy Vi các vẫn ở đây, quan phủ nói sẽ tu sửa lại, nhưng các cửa hàng xung quanh ngại xui đều đóng cửa xích ô ném nén bạc cho thám tử thám tử nhận lấy chắp tay với bọn họ rồi biến mất trong đám đông tiêu giác nhìn theo bóng lưng hắn một lúc lâu sau mới nói đã trốn sớm không cháy muộn không cháy lại bốc cháy nửa tháng trước rõ ràng việc lôi hậu bị bắt đã bị lộ đối phương mới trốn thoát còn muốn điều tra không thiếu ra phi nô hỏi bây giờ manh mối đã đứt không cần điều tra. Tiêu giác xoay người, hai người ngạc nhiên. Biết đã bị lộ, đối phương giấu tung tích, chắc chắn ẩn nấp gần đó, sẵn sàng hành động. Địch trong tối, ta cũng trong tối, nên không cần làm gì cả. Chỉ cần chờ thôi. Cầu tình nhân Hắn nói, hỏa yến trở về phủ, nhưng tiêu giác vẫn chưa về. Nàng nói với Thúy Kiều và Hồng Tiếu. Hôm nay ta đã quá tùy tiện, sợ rằng phu quân sẽ trách mắng vì ta không mang theo thị vệ mà đi ra ngoài. Vì vậy, ba người chúng ta đi ra ngoài chuyện hôm nay không được nhắc tới với phu quân thúy kiều và hồng tiếu gật đầu các người lui xuống đi nàng lên giường khẽ nói ta nghỉ một lát hai người nha hoàn lui ra ngoài hòa yến nằm trên giường tâm trạng nặng nề liệu bất phong có thể đang ở tế dương nhưng làm sao tìm được hắn nếu biết trước năm đó khi chia tay nên ước định một nơi cụ thể thậm chí tên của hắn nàng còn không biết thật là qua loa ngay cả khi tìm được liễu bất phong nàng biết nói gì bây giờ hòa yến đã khác xưa sống lại là chuyện hoang đường nhưng nàng vẫn rất muốn gặp liễu bất phong trong cuộc đời trước hắn là một trong số ít người mang lại ấm áp thực sự cho nàng vừa là thầy vừa là bạn phi hồng tướng quân có được thành công cũng nhờ vào tài năng của liễu bất phong nghĩ đến phi hồng tướng quân không khỏi nghĩ đến hòa như phi không biết bây giờ nàng thế nào các thuộc hạ cũ của nàng có phát hiện điều gì không Hứa Chi Hằng và Hòa Tâm Ảnh đã thành lễ, Hòa Tâm Ảnh trở thành tiểu thư danh giá của Hòa Gia. Hòa Yến cảm thấy bực bội, ôm chăn lăn vào trong giường, mặt quay vào tường, tâm trạng u ám. Sau lưng vang lên tiếng người. Người ở đây diện bích hối lỗi sao? Hòa Yến quay đầu lại. Thiếu ra. Nàng lập tức ngồi dậy. Ngươi đã về. Tiêu giác liếc nhìn nàng, cởi áo ngoài, nói. Ngươi nhàm chán đến phát điên à. Nơi này thật cực kỳ nhàm chán nàng ngồi trên giường, ngửa đầu nhìn tiêu giác, hỏi. Hôm nay, có tìm được tung tích xài an hỉ không? Không có, làm sao lại không tìm được? Hỏa Yến ngạc nhiên. Là tình báo sai sao? Chết rồi. Hỏa Yến sững sờ. Một mùi lửa, đốt cháy hết, thì cốt cũng không còn. Hỏa Yến nhíu mày. Không đúng, sao đúng lúc này lại chết, thiêu chết không lưu lại dấu vết, rõ ràng là lừa đảo. Tiêu giác nhếch mép cười. Lừa đảo rất có kinh nghiệm sao? Ta chỉ là nhìn rõ mọi việc. Hỏa Yến co chân lại, phân tích. Người này có lẽ đã nghe được điều gì, nhưng thiếu ra người làm việc bí ẩn, sao có thể bị người ngoài biết chúng ta đến Tế Dương. Huống chi Tế Dương dễ vào kho ra, hắn nếu thật muốn trốn, Tế Dương là lựa chọn tốt nhất, chắc không nỡ đi đâu. Tiêu giác nhấp một ngụm trà, lười nói. Tiếp tục, có lẽ hắn đang ẩn nấp, chờ đợi thời cơ xuất hiện làm chuyện lớn. Hỏa Yến nói. Lợi dụng thời cơ tốt nhất là khi nước rối loạn nhất. Tế dương lúc nào nước rối loạn nhất, đó không phải là lễ thủy thần sao? Mấy ngày nay người người đều nói về lễ thủy thần, là ngày lễ lớn nhất của tế dương, trong thịnh cảnh này, làm loạn là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tiêu giác cười một tiếng, ngữ khí không rõ là tán thưởng hay châm biếm. Hòa đại tiểu thư thật là thần cơ diệu toán, thần cơ diệu toán cũng không dám nói tới. Hòa yến khiêm tốn khoát tay. So với thiếu gia vẫn là kém xa. Tiêu giác nhìn nàng, không biết vì sao, Tâm tình có chút một ngạt trước đó cũng trở nên dễ chịu không ít, lắc đầu cười nói. Nịnh nọt, thiếp thân nịnh nọt phu quân thiên kinh địa nghĩa. Hỏa yên cố ý nói lời buồn nôn, nhưng nói vài lần, người này cũng thành thói quen, tiêu giác nhìn nàng, nói. Nói thiếp thân trước đó, phiền phức xem trước một chút tư thế ngồi của mình. Người ngồi thế này, trượng phu cũng không kịp. Hỏa yến cúi đầu, thu chân lại, nhẹ ho một tiếng. Quên mất, ta thấy ngươi rất hỗn loạn. Hắn cười đến cùng là nam hay là nữ, ta không phải không muốn làm nữ tử. Hỏa Yến lầm bầm. Nhưng phải có người trước coi ta là nữ tử mới được. Tiêu giác giật mình, nhìn về phía nàng, thiếu nữ nói xong, lại ôm chăn lăn vào góc giường, vui vẻ vô tư, dường như không nhận ra lời nói của mình vừa rồi có một tia thất vọng. Lại bị người bắt được. Ngày xuân, xuân sắc giữa phân, lục giã bồi hồi, trời trong xanh, mây trắng tan đi. Ngày xuân phân, tế dương thành nâng thành chúc mừng lễ thủy thần. Sáng sớm, hỏa yến nằm trên giường, vừa tỉnh lại, cảm thấy bụng đau đau, nàng sờ sờ, trong lòng giật mình, vội vàng đứng dậy, không kịp chào hỏi tiêu giác, lấy ra kinh nguyệt mang, đi tới phòng cung. Những ngày này tại tế dương, sự tình liên tiếp, suýt nữa quên mất, tính toán thời gian, cũng nên tới kinh nguyệt. Kiếp trước và kiếp này, hỏa yến trong quân doanh nhức đầu nhất là kinh nguyệt. Những ngày không tiện phải tránh né ánh mắt người khác, kiếp trước còn tốt, thể chất nàng cường kiện, không cảm thấy khó chịu. Nhưng Hòa Đại tiểu thư vốn được nuông chiều, kinh nguyệt cũng đau, trước kia trong quân doanh phải cắn răng chịu đựng, giờ thì thân thể yếu hơn, dễ dàng cảm giác khó chịu. Hỏa Yến thay xong kinh nguyệt mang, từ phòng cung ra, thở dài một tiếng, đúng lúc lễ thủy thần, thật thêm phiền. Nàng mệt mỏi trở lại phòng, Thúy Kiều mang một bát sữa dê tới, thôi ra đồ ăn rất ngon, Hỏa Yến thích ăn nhẹ, nhưng hôm nay sờ bụng, lắc đầu nói: không ăn. Tiêu giáp ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Hỏa yến thở dài, vào phòng châm trà uống, tiêu giáp nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, hỏi hồng tiếu. Nàng sao vậy? Hồng tiếu lắc đầu. Không biết, phu nhân từ phòng cung về đã thế. Điều này cũng không biết. Lâm song hạc từ ngoài bước vào, nghe vậy liền nói. Kinh nguyệt đến rồi chứ gì? Cô nương trong kinh nguyệt, phải chiếu cố, đừng để nàng mệt mỏi, đừng ăn lạnh, tâm tình cũng dễ không tốt, có thể phát cáu vừa dứt lời, chỉ nghe Hỏa Yến gọi. Thúy Kiều, mang chén sữa dê tới, ta nghĩ lại, vẫn muốn ăn. Tiêu giác, hắn bảo Thúy Kiều. Mang ra ngoài đi, đừng cho nàng. Thúy Kiều khó xử, nhưng nghe theo thiếu gia, mang chén sữa dê đi. Hỏa Yến ngồi một lát, không thấy động tính, đi ra thấy tiêu giác và lâm song hạc, trên bàn không có điểm tâm, hỏi. Thúy Kiều đâu, đợi chút nữa xuất phủ, ngươi trang điểm nhanh đi. Tiêu giác nói. Đừng chờ lâu, Hỏa Yến hỏi. Hiện tại sao? Đúng vậy. Lâm song hạc cười đáp. Thôi đại nhân và mọi người đang chờ. Hỏa Yến không dám kéo dài. Lễ Thủy Thần là ngày lễ truyền thống của Tế Dương. Hàng năm xuân phân, trên kênh đào trong thành sẽ có đủ loại tiết mục. Nam tử còn tốt, nữ tử phải trải đầu Tế Dương. Hồng Tiếu trải tóc rất giỏi, trải cho Hỏa Yến một kiểu tóc thiếu nữ Tế Dương. Trước chắn quấn một vòng, tóc dài bện lại, rất tinh xảo, cắm một đóa hoa hồng, y phục đỏ tươi, eo thon, đi giày thêu hoa, trông linh động đáng yêu. Quả thật giống cô nương Tế Dương. Hỏa Yến từ trong nhà đi ra, Lâm Song Hạc hai mắt tỏa sáng, nói: "Phu nhân chúng ta thật dễ nhìn, mặc gì cũng đẹp." "Quá khen." Hỏa Yến khiêm tốn, theo tiêu giác đến đường sảnh. Đến đường sảnh, như Lâm Song Hạc nói, Thôi Việt Chi và tiểu thiếp đang chờ. "Hoán Thanh đến rồi." Thôi Việt Chi đứng dậy, cười nói: "Ngọc Yến ăn mặc thế này, không biết còn tưởng là đại cô nương tế dương, các người nói có phải không? Mấy tiểu thiếp đều nhu thuận đáp. Thời gian không còn sớm, chúng ta xuất phát thôi. Thôi Việt Chi nói, tế dương hôm nay không thể ngồi xe ngựa, dân chúng ra cửa, đường chen trúc, ngồi xe ngựa không tiện. Một đoàn người đi bộ đến kênh đào, kênh đào xuyên thành, quanh thành tế dương, họ yến cho rằng, lễ thủy thần tế dương giống tiết đoan ngọ trung nguyên, sông có nước đều có thuyền trang trí hoa mỹ, trên thuyền có người mặc áo đỏ hát dân ca tế dương rất náo nhiệt. Bờ sông có cô nương phụ sướng, bầu không khí rất vui vẻ. Thủy thần lễ của Tế Dương là ngày lễ định tình của thiếu niên. Vệ Di Nương giải thích. Ngoài Tế Thủy thần, còn nhiều hoạt động cho người hữu tình. Ngọc Yến tiểu thư và công tử mới tân hôn, đi náo nhiệt một chút. Hỏa Yến. Không cần. Thôi Việt Chi nghe được, cười ha ha. Đúng, nhớ Tế Dương có cầu tình nhân, các ngươi đi đi. Truyền thuyết nói, lễ thủy thần qua cầu tình nhân, người hữu tình sẽ không tách rời hỏa yến nói nhỏ với tiêu giác nghe thấy không sẽ không tách rời tiêu giác nhìn làng khẽ cười thật đáng sợ hỏa yến bọn họ không phải là phu thê thật lời không tách rời nghe như nguyền rùa thôi việt chi lo lắng đi tới canh đào xem đây là cầu tình nhân hỏa yến nhìn theo ngón tay hắn thấy canh đào có cây cầu cao hai đầu chui vào vách đá cầu treo hẹp chỉ đủ cho một người hai người phải sát nhau. Mặt cầu bằng gỗ, khoảng cách lớn, dễ té xuống. Cầu này, chỉ nhìn cũng sợ, nếu đi, nhìn xuống là nước sông cuồn cuộn, nhát gan sẽ sợ hãi. Đây là cầu tình nhân của Tế Dương. Thôi Việt Chi tự hào. Chỉ có người dũng cảm và yêu nhau mới dám đi. Qua cầu, Thủy Thần sẽ chúc phúc, người hữu tình không tách rời. Hắn vỗ ngực. Ta đã đi bốn lần. Hỏa Yến nhìn hắn và bốn tiểu thiếp, không nói gì, trong lòng khó hiểu, đi nhiều lần thủy thần có chúc phúc không nếu là nàng một đời chỉ đi một lần chỉ với một người nghĩ đến đây lại cảm thấy mình nghĩ quá nhiều chuyện này không liên quan gì tới nàng kiếp này không có cơ hội cơ hội này khó được hoán thanh ngọc yến các ngươi đi đi hỏa yến Chấm hỏi ngọc yến sợ cao thôi việt chi cười không cần lo nếu té có người tiếp hàng năm đi cầu tình nhân người hữu tình nhiều ít người qua được nếu nguy hiểm, đã không cho qua cầu, qua cầu là dũng khí và yêu thương, yêu thương sẽ cho ngươi dũng khí, vì yêu mà sống dũng khí, không gì địch nổi. Hỏa Yến thầm nghĩ, nhưng Tiêu Giác và nàng không có yêu, từ đâu mà dũng khí? Vệ Di Nương cười nhẹ, "Đúng nha, Ngọc Yến cô nương, ngươi nói Hoán Thanh công tử yêu thương ngươi, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi, cùng nhau qua cầu." Họ thảo luận nhiệt liệt, đám người xung quanh cũng nghe được. Hỏa Yến và Tiêu Giác nổi bật người khác phát ra thiện ý. Công tử, đi cùng cô nương, qua cầu, ân ái đầu bạc, đi nha, nhìn các ngươi trai tài gái sắc, thủy thần sẽ phù hộ các ngươi. Hỏa yến bị trên trúc giữa đám người, nghe ồn ào, mười phần bất đắc dĩ. Lâm song hạc cười theo. Chính là, đến rồi, đi một cái cầu cho bọn họ nhìn, hồ châu thiếu ra lá gan lớn. Thôi Việt chi vỗ vai tiêu giác. Vương nữ yêu thích người hữu tình, nếu qua cầu tình nhân, ta sẽ dẫn các ngươi vào vương phủ gặp vương nữ, sẽ có nhiều tiện lợi. Mông tắc vương nữ mục hồng cầm, hỏa yến giật mình, tiêu giác nhíu mày. Tốt, hỏa yến, thiếu gia sẽ không thật đi cầu tình nhân chứ. Nàng không sợ cao, không sợ thủy thần, không sợ qua cầu, nhưng thêm tiêu giác, thật dùng mình. Mười phần hoang đường, tiêu giác nhìn nàng, nhạt nói. Sợ, sợ không phải cách khác. Hỏa yến nói nhỏ. Sợ tổn hại danh dự ngươi. Hắn đạm nhiên, Ngữ điệu bình tĩnh, đã tổn hại nhiều lần, không kém lần này. Hỏa Yến chấm chấm. Trời xui đất khiến, nàng bị đẩy cùng tiêu giáp đến đầu cầu. Đến đầu cầu, thấy cầu còn hẹp hơn, tấm ván gỗ khoảng cách lớn, muốn nhảy mới qua được. Đi một mình còn tốt, hai người phải kề sát, trên cầu không thể dùng khinh công, chỉ có thể duy trì cân bằng, ăn ý, thêm vận khí mới qua được. Hỏa Yến oán thầm, nếu có võ công tốt nếu là thư sinh yếu đuối và khuê tú tiểu thư, không té xuống mới lạ. Tuy nói có người tiếp, không gây rắc rối, nhưng điểm báo không tốt, không duyên cơ tìm suối quẩy. Thủy thần điều kiện, quá hà khắc, thôi Việt Chi không đi lên, chỉ đứng xa nhìn, lâm song hạc cao giọng Thiếu gia, phu nhân, thủy thần phù hộ các ngươi Xích ô không nói gì, nhỏ giọng với phi Thiếu gia hy sinh quá lớn. Nếu giả cũng không sao, nếu thủy thần thật, đáng sợ, hai năm từ một đời bất tương ly thiếu gia không có long dương sở thích lão gia trong đất sợ bị khí sống nghĩ đến đây cảm thấy không ổn đành cầu nguyện kế tạm thời thủy thần đại nhân tuyệt đối không thật sự hỏa yến nhìn hẹp mặt cầu hỏi tiêu giác chúng ta đi thế nào từng bước từng bước ngươi cảm thấy có thể từng bước từng bước tiêu giác hỏi lại hỏa yến cúi đầu nhìn đám đông nói không được tiêu giác đưa tay ra nắm lấy ta tay thon dài rõ ràng, hỏa yến trù trừ, không nắm tay hắn, chỉ cầm cổ tay, tiêu giác không phản ứng, cảm thấy yên tâm, cổ vũ sĩ khí chỉ là nhập ra tùy tục ngày lễ, không phải người chân tình, không cần nghĩ nhiều, nhanh qua cầu. Đi thôi. Tiêu giác đi trước, hai người cùng đi lên cầu, vừa lên cầu, cầu treo lắc lư, tấm ván gỗ không dung nạp hai người sóng vai. Biện pháp duy nhất là mặt kề mặt, nhưng tiêu giác và hỏa yến không thể làm thế. Hỏa yến chỉ có thể đi trước, tiêu giáp sau, tay che chở, dịch ra, nhưng giống như tiêu Giác ôm vào ngực, cùng đi. Khoảng cách gần, hỏa yến không tự nhiên, chỉ cần ngừng đầu, chán động cầm tiêu Giác. Nàng nhìn ngang, làm bộ điềm nhiên. Đồ đốc, cầu lắc lợi hại, đi một bước khó khăn, nếu không dùng khinh công. Hoặc giả vờ té xuống, dù sao có người tiếp. Tiêu Giác nói. Người dẫm lên ta dày, nắm chặt. Hỏa yến sừng sốt. Không tốt à, nhanh lên. Hắn nói thế, Hỏa Yến không cự tuyệt nữa, cách này đơn giản. Nhưng dẫm lên hắn dày, tay nên đặt đâu, nếu đặt lưng, có vẻ mập mờ, nếu nắm cổ tay, không chắc chắn, nghĩ nghĩ, Hỏa Yến vươn tay, chế trụ bả vai hắn, duy trì cân bằng. Vịn chắc, tiêu giáp nói, vịn cầu treo, chậm rãi đi. Trước kia qua, không ai nghĩ ra cách này, võng âu yếm cô nương qua cầu, nhưng dẫm dày, đi một mình hai người đường, lần đầu. Thông minh, nhìn động người, thân mật, hơi khắc chế dưới cầu đám người không rõ, không nghĩ sâu, chỉ coi là công tử tiểu thư không thích cử chỉ thân mật, nên mới thế. Nhưng đồng hành thấy khác biệt lớn, xích ô hít sâu, nhìn hòa yến ánh mắt phảng phất là làm bẩn chủ tử, giọng căm hận. Nào có thế này, tiện nghi đều để tiểu tử chiếm hết. Rốt cuộc ai chiếm tiện nghi, hỏa yến khóc không ra nước mắt. Cầu treo không chắc chắn, tiêu giác đi một bước, lắc mạnh, hắn bước chân ổn, thần sắc bình tĩnh, hỏa yến nhịp tim nhanh, đến giữa cầu, tấm ván bất ổn, hắn lệch ra, suýt ngã. Hỏa Yến giật mình, vô ý thức ôm cổ hắn, hai người đều sừng sốt. Khoảng cách gần, môi hắn chỉ cần thêm một ly, chạm khóe miệng Hỏa Yến, ánh mắt đối phương sâu ô, như đáy đầm nước, dao động gợn sóng, thanh niên tuấn mỹ môi nhếch, hầu kết nhúc nhích, như muốn nói gì, chốc lát, nghiêng đầu đi. Hỏa Yến xấu hổ, nàng nhỏ giọng, xin lỗi, tiêu giác không trả lời. Hỏa Yến không dám nhìn mặt hắn, cảm thấy bầu không khí lúng túng, mong cầu nhanh qua, cầu bên kia, đám người trông mong. Tiêu giác bước ổn, tiếp tục đi, Hòa Yến thấy cầu sắp đến cuối, vui vẻ, thở dài nhẹ nhõm, nói thầm, cái này làm người dày vò hơn huấn luyện diễn võ trường. Tiêu giác đến cuối cầu, Hòa Yến không kịp chờ muốn lui lại, kéo ra khoảng cách. Ai biết cầu treo thiếu tu sửa, bất ổn, nàng lùi lại, tấm ván gỗ lật, một cước dẫm không. Tiêu giác trầm thấp, cẩn thận, thuận tay nắm lấy nàng kéo về, hỏa yến nhào vào ngực, ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn, đối phương cúi đầu, một cái nhẹ nhàng, như lông vũ sát qua chán, chớp mắt, rời đi. Đến đây là hết. nàng cứng đờ tại Nếu chỗ. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.